Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 721, cường giả cấp chủ soái cùng lúc đó, ở khu vực trung tâm nhất của nhà tù đen. Đây là khu vực có lực lượng canh giữ mạnh nhất của cả nhà tù đen, gần như một con ruồi cũng không thể ra vào nơi này. Lúc này, ở vị trí trung tâm của khu vực, trong một lô cốt cao 3 tầng được làm bằng sắt thép xi măng. Trong một căn phòng bí mật nào đó có 7 người đang ngồi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử trên vách tường. Trong màn hình điện tử chính là cảnh tượng Tiêu Chính Văn vừa một chiêu đánh bại 012, đồng thời cũng nhìn thấy anh đang tiến về phía khu Bắc 1. Đây là camera giám sát bên ngoài của nhà tù đen, còn 7 người trong căn phòng bí mật, lúc này nhìn thấy cảnh tượng trong camera, sắc mặt đều tỏ vẻ nghiêm túc. Bởi vì ánh đèn tối tăm nên không nhìn rõ vẻ mặt bọn họ. Một người trong số họ trầm giọng nói, hắn đến rồi, đã giết 013, đánh bại 012, cứ thế này thì sợ là nhà tù đen sẽ xảy ra biến mất, mau nghĩ cách xử lý hắn đi. Ha ha, nói thì dễ, nhưng đó là vua Bắc Lương Hoa Quốc, Long Vương của Điện Thần Long, một cường giả cấp chủ soái đó. Xử lý kiểu gì chứ? Trừ khi bảo 5 người kia cùng ra tay, nếu không những người ở dưới này đều sẽ thành bia đỡ đạn. Nếu để bên ngoài nghe thấy những lời bàn bạc này thì chắc chắn sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Ở đây, các cường giả cấp chiến thần đều chỉ là bia đỡ đạn, đúng là khó tin. 5 người kia chưa chắc sẽ ra tay. Bọn họ không thuộc quản lý của chúng ta, làm việc đều dựa vào sở thích của bản thân. Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, sắc mặt u ám, là kiểu người Hoa Quốc điển hình. Nhưng người đàn ông trung niên phương Tây ngồi bên tay phải ông ta. Mắt xanh tóc vàng, cười châm chọc, nói các ông đang sợ gì vậy? Đây là nhà tù đen, tôi không tin một kẻ ngoại lai có thể làm loạn được gì ở đây. Các lộ, ý ông là sao? Một người nhìn người đàn ông phương Tây kia, hỏi. Các lộ cũng giơ tay ra hiệu, nói, để tôi điều động binh đoàn lính đánh thuê của tôi, dùng hỏa lực bao trùm, tiêu diệt vua Bắc Lương gì đó. Tôi không tin có người có thể sống sót dưới làn hỏa lực của các lộ tôi. Ha ha, người đàn ông trung niên Hoa Quốc kia cười khẩy, nói các lô, ông ngây thơ quá. Ông không biết vua Bắc Lương Hoa Quốc kinh khủng đến mức nào đâu. Không biết cường giả cấp chủ soái biến thái đến mức nào đâu. Trong mắt bọn họ, hỏa lực che phủ mạnh đến đâu cũng chỉ là tép siêu. Trừ khi ông có thể điều động vũ khí hạt nhân, nếu không, trước mặt bọn họ, hỏa lực cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ông đang khinh thường các lô tôi sao? Người phương Tây tên là các lô kia lập tức nổi trận nổi đình, đập mạnh bàn đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên Hoa Quốc kia. Đối phương khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng hừ một tiếng, nói tôi chỉ nói sự thật thôi. Đúng lúc hai người định tiếp tục tranh cãi, thì một bóng dáng ngồi ở ghế chủ tọa, được một chiếc áo choàng to rộng che khuất thân hình và diện mạo, chống hai tay lên mặt bàn, đỡ cằm, lạnh lùng nói, đủ rồi. Căn phòng bí mật lập tức im phăng phắc. Thông báo với 5 người kia, cứ nói là ý của tôi, bảo bọn họ ra tay, ngăn vua Bắc Lương của Hoa Quốc lại. Không thể để hắn tiếp xúc với 01, người đàn ông cầm đầu nói với giọng điện trầm thấp và u ám. Rõ, mọi người nhanh chóng thống nhất ý kiến. Chẳng mấy chốc, trong khu giam giữ quan trọng nào đó của nhà tù đen. Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh ở đây. Sau đó, trong khu giam giữ vang lên tiếng 05. Đến khu Bắc 1, ngăn một người lại. Sau đó, cánh cửa nhà giam màu đen rỉ sét của khu giam giữ mở ra, một người đàn ông rất cao, cả người đầy sát khí, mặc đồ luyện võ màu đen, sau lưng dắt một con dao phay rất to, bước từ trong khu giam giữ ra. Khoảnh khắc đó, đất trời của cả khu giam giữ biến sắc. Bầu không khí ngập tràn sát khí tỏa ra từ người kia. Mỗi bước chân hạ xuống như dẫm vào trái tim, khiến mọi người sợ hãi bất an. 05, một cường giả cấp chủ soái, hôm nay đã bước ra khỏi khu giam giữ. Đây là sự kiện trước nay chưa từng có ở nhà tù đen. Cùng lúc đó, bên phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, anh đã đặt chân đến khu Bắc 1, trước mắt anh, một người đàn ông đã ngã xuống đất, cả người toàn là máu. 011, đã bị hạ gục, 011 nằm dưới đất, nhìn Tiêu Chính Văn vô cùng kinh khủng trước mặt, cười lạnh lùng nói, mày không vào trong được đâu. Bởi vì phía khu giam giữ đã có một cường giả vô địch tới. Đứng trước người đó, không ai có thể đặt được chân vào đó. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhấc chân lên,
đạp mạnh vào lồng ngực người đàn ông kia, sau đó, rắc một tiếng, giẫm nát vụn lồng ngực hắn. Không một một chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này đã bị camera gần đó ghi lại. Mấy người trong căn phòng bí mật nhìn thấy thế, cũng tỏ vẻ sợ hãi và phẫn nộ. Không một một cũng chết rồi. Tại sao tên khốn này lại mạnh đến vậy chứ? Không năm đâu, sao vẫn chưa đến? Đúng lúc những người này đang tức giận, thì Tiêu Chính Văn đã cất bước tiến về phía khu giam giữ phía Bắc. Nhưng mới đi được mấy bước thì anh dừng chân. Một bóng dáng đang bước từ xa tới, mỗi bước chân hạ xuống lại vang lên tiếng sột soạt, mang đến cảm giác áp lực từ sâu trong linh hồn. Tiêu Chính Văn nhìn bóng dáng bất ngờ xuất hiện trước mắt, nhíu chặt mày. Bởi vì anh cảm nhận được, người đàn ông mang theo con dao phay này mang sát khí cấp bậc chủ soái. Đối phương đi tới, phạm vi mấy dặm xung quanh đều bị bao trùm bởi sát khí dày đặc. Sau đó, trong ánh mắt của Tiêu Chính Văn, đối phương chậm rãi lấy con dao phay to sau lưng ra, rồi bước chân trở nên nhanh dần, lao tới với tốc độ cực nhanh, giơ cao con dao phay, chém mạnh về phía đầu Tiêu Chính Văn. Nhát dao này vô cùng bá đạo, mang theo sát khí cuồn cuộn. Sắc mặt Tiêu Chính Văn đanh lại, vội lùi về sau. Giây phút đó, chỗ Tiêu Chính Văn vừa đứng bị đối phương chém thành một cái rãnh rất lớn. Hắn không giảm tốc độ, trong khoảnh khắc Tiêu Chính Văn lùi lại, hắn cũng gần như bám sát theo, vung dao lên, định chém ngang người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, trong mắt anh bắn ra sự lạnh lẽo ngút trời, lập tức ném con dao quân sự năm cạnh ra, một tiếng keng vang lên, trúng mũi dao của con dao phay to lớn kia. Cú va chạm này khiến tia lửa bắn ra. Người đàn ông kia cũng lùi lại hai bước, sau đó giơ dao phay lên tiếp tục tấn công, nhát nào cũng là đòn chí mạng. Tiêu Chính Văn nhanh chóng phản đòn lại. Tiếng đánh nhau vang khắp khu rừng. Âm thanh va chạm keng keng không dứt bên tai. Bỗng Tiêu Chính Văn giơ chân, đá mạnh trúng con dao phay đang chém về phía đầu mình, đồng thời mượn lực lộn nhào về sau, con dao quân đội năm cạnh trong tay bắn ra, keng một tiếng, trúng chuôi dao phay. Con dao phay lập tức rơi khỏi tay người đàn ông kia xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Dao phay vừa rơi xuống, người đàn ông kia đã lao về phía trước, tay đấm chân đá về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lập tức có phản ứng, đồng thời cũng tung quyền cước đấu lại. Bịch bịch bịch, mỗi cú đấm đủ để đấm nát một chiếc xe tăng. Mấy chục cái cây to lớn chọc trời trong khu rừng cũng đổ rạp xuống. Chết, cú đấm của người đàn ông kia cũng hội tụ sức mạnh vô tận. Thấp giọng gầm lên, đánh về phía lồng ngực Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cũng tung một cú đấm đánh lại. Hai nắm đấm va vào nhau. Tiếng rắc vang vọng khu rừng. Nắm tay của người đàn ông kia bỗng vỡ nát, máu thịt be bét, cả người cũng theo đà lùi lại mấy bước. Còn nắm tay của Tiêu Chính Văn vẫn hoàn hảo không có vấn đề gì, anh vẫn bình thản đứng ở chỗ cũ. Tiêu Chính Văn nhìn người đàn ông bị đánh lui, thu nắm đấm lại. Giữa đôi lông mày mang theo khí phách, nói anh không phải là đối thủ của tôi, tuy anh rất mạnh nhưng vẫn chưa phải. Chương 722, năm vị chủ soái. Người đàn ông kia nhìn nắm tay đã nát bét của mình, nhếch mép nở nụ cười khẩy dữ tợn, nói tôi quả thực không phải là đối thủ của cậu, rất nhiều năm rồi chưa ai đánh bại được tôi. Cậu là người đầu tiên, nhưng cậu tưởng chỉ có một cường giả cấp chủ soái là tôi đến đây vì cậu thôi sao? Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì nhíu mày, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Bỗng nhiên, bốn phía khu rừng xuất hiện bốn bóng dáng. Cao thấp khác nhau, có cả nam và nữ, nhưng khí thế trên người họ đủ để kinh động cả nhà tù đen. Bốn cường giả cấp chủ soái nữa đã xuất hiện. Ai có thể ngờ được, để đối phó Tiêu Chính Văn, mà năm cường giả cấp chủ soái đồng thời ra mặt chứ. Tiêu Chính Văn nhíu mày, sát khí trên người cũng bùng nổ. Bốn bóng dáng xuất hiện bất ngờ này, thực lực của ai cũng rất cao. Đáng sợ hơn là Tiêu Chính Văn phát hiện, hơi thở của ba người trong số đó không chỉ là cấp bậc long soái 5 sao. Đây là, 6 sao. Minh Vương Harris nói đúng rồi. Không ngờ trong nhà tù đen có tới ba cường giả cấp chủ soái 6 sao. Đúng là không thể tưởng tượng được. Cỡ thế giới bên ngoài, một cường giả cấp chủ soái đã là một sự tồn tại mà một nước cố gắng bảo vệ. Bởi vì bọn họ chính là nền tảng sinh tồn của một nước. Một cường giả cấp chủ soái đủ để lật đổ một quốc gia. Huống hồ năm người trước mắt này, người yếu nhất cũng là cường giả chủ soái địa cấp 3 sao.
Cho dù là ở Hoa Quốc thì người như vậy cũng là chủ soái một khu vực, thống lĩnh mấy trăm nghìn binh lính. Bốn người còn lại, một người là cường giả long soái 5 sao, ba người cấp 6 sao. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, trong lòng thầm kêu không ổn. Khí thế của năm chủ soái bao trùm cả khu rừng, cả nhà tù đen. Nhất thời, mọi sinh vật trong nhà tù đen đều im phăng phắc. Tất cả đều bị sát khí của năm người này làm cho chấn động. Cùng lúc đó, trong căn phòng bí mật ở Lô Cốt thuộc khu vực trung tâm nhất của nhà tù đen. Bảy người gần như đứng dậy cùng lúc, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là sao vậy? Năm cường giả cấp chủ soái cùng ra mặt sao? Lần đầu được thấy, thật là khủng khiếp, để đối phó vua Bắc Lương mà năm chủ soái cùng ra mặt. Trong số đó có ba người cấp 6 sao đó. Vẻ mặt bảy người đầy kinh hãi, mắt chữ A mồm chữ O. Những cường giả cỡ này mà xuất hiện thì đủ để hủy diệt các nước phương Tây. Cho dù là Mễ quốc mạnh nhất ở phương Tây, khi đứng trước năm cường giả cấp chủ soái này, cũng không dám có bất cứ suy nghĩ phản kháng nào, chỉ có thể ngồi xuống đàm phán. Bởi vì năm người này đủ để tiêu diệt toàn bộ quân đội của bọn họ. Còn đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân. Lúc này, Long Lân và Long Nhất vẫn luôn canh chừng bên ngoài nhà tù đen cũng lập tức cảm nhận được sát khí khủng khiếp đang lan từ trong nhà tù đen ra ngoài. Sáu luồng khí thế đáng sợ lúc này đã bao trùm toàn bộ bên trong nhà tù đen. Long Lân nhíu mày, lên tiếng đầu tiên, nguy rồi. Long Vương đã gặp rắc rối. Gần như ngay lập tức, anh ta dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với Điện Thần Long, cuống quýt hét lên, Điện Thần Long nghe lệnh. Tôi là Long Tôn Long Lân. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả lực lượng chiến đấu của Điện Thần Long, bất kể là máy bay chiến đấu hay tàu khu trục, tàu ngầm chiến lược, cùng với 3.000 cường giả, tạm dừng mọi nhiệm vụ, lập tức đến ngay tọa độ vệ tinh của tôi hiện giờ. Nhanh lên, nhất định phải nhanh, Long Lân gọi điện thoại xong thì nhìn Long Nhất cũng nhanh chóng dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với chiến khu Bắc Lương ở Hoa Quốc, tức giận gầm lên, Bắc Lương nghe lệnh. 300.000 quân lập tức tập kết. Đến ngay tọa độ vệ tinh của tôi. Ngoài ra, thông báo với Tứ Lão Long Các, thông báo với Thiên Tử, nghĩ mọi cách chi viện cho quân ta. Gần như trong khoảnh khắc kết thúc hai cuộc điện thoại, cả Điện Thần Long và chiến khu Bắc Lương Hoa Quốc đều bắt đầu hành động. Trụ sở chính của Điện Thần Long lập tức phát mệnh lệnh khẩn cấp cấp 1 đến các chi nhánh của Điện Thần Long trên khắp thế giới. Triệu tập tất cả lực lượng quân sự của Điện Thần Long, và 3.000 cường giả, đến nhà tù đen. Nhất thời, ở các nơi trên toàn cầu, vô số chuyên cơ cất cánh, lái về phía khu vực nhà tù đen. Trên biển, mấy trăm con thuyền hoặc tàu tuần tra đang lái hết tốc độ. Còn ở chiến khu Bắc Lương Hoa Quốc, 300.000 quân phá Long Bắc Lương đã tập kết xong xuôi. Long kỳ đen vàng che dập trời. Nhìn ra một vùng rộng lớn là biển người màu xanh lá đậm. Quân uy chấn động đất trời. Lúc này, gần như toàn bộ lực lượng của chiến khu Bắc Lương được điều động. Long Các cũng nhận được tin tức của Bắc Lương ngay lập tức. Giang Vạn Long lập tức tỏ vẻ kinh hãi, nói, sao cơ? Toàn bộ Bắc Lương xuất quân sao? Đến nhà tù đen, Giang Vạn Long nhìn tọa độ trên màn hình điện tử sau lưng, sau đó nhanh chóng gọi đến máy bàn của Thiên Tử Các, nôn nóng nói, là tôi, Giang Vạn Long đây, tôi cần gặp Thiên Tử gấp. Dứt lời, Giang Vạn Long cúp máy, dẫn theo ba các lão đến ngay Thiên Tử Các. Mười mấy phút sau, Tứ Lão đã đến cổng Thiên Tử Các. Bọn họ vội vàng xuống xe, nhanh chóng xông vào. Trong sảnh chính của Thiên Tử Các, Thiên Tử đang mật đàm gì đó với ông Long. Giang Vạn Long nhanh chân bước vào, vội vàng nói, Thiên Tử. Bắc Lương huy động toàn quân, mục tiêu là nhà tù đen. Theo tin tức Long Nhất truyền về, Tiêu Chính Văn bị năm cường giả cấp chủ soái chặn lại. Trong đó, có ba người đã đạt đến cấp 6 sao. Thiên Tử nghe thấy thế thì sắc mặt u ám, lạnh lùng hỏi, ông chắc chứ? Giang Vạn Long gật đầu đáp, chắc chắn. Thiên Tử trầm mặc, hai tay chắp sau lưng đi lại lại trong sảnh chính, nói, không ngờ trong nhà tù đen lại có ba cường giả cấp 6 sao. Ông Long, ông thấy sao? Ông Long đứng ở bên cạnh, lúc này cũng tỏ vẻ lo lắng, nói, nhà tù đen này không thuộc bất cứ quốc gia nào, nếu chúng ta cử quân đội đến vây khốn thì chắc chắn sẽ khiến dư luận trên thế giới xôn xao. Hơn nữa, năm cường giả cấp chủ soái còn có ba người cấp 6 sao, nền tảng khủng khiếp như vậy không hề tầm thường chút nào. Tôi nghĩ nên án binh bất động, xem tình hình biến động thế nào.
Ông Long, ý ông là gì vậy? Lẽ nào chúng ta bỏ mặc Chính Văn sao? Năm chủ soái, ba người cấp 6 sao? Chính Văn đánh với bọn họ kiểu gì được? Ông muốn cậu ấy chết ở nhà tù đen sao? Giang Vạn Long cuống lên hét. Sắc mặt ông Long xa sầm, đáp ông Giang, nếu chúng ta mạo muội đến đó, trong nước Hoa Quốc trống trải, các nước xung quanh nhân cơ hội xâm lược, thì chúng ta phải đối phó làm sao? Việc này, Giang Vạn Long nhăn nhó nói, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn sao? 300.000 quân phá Long Bắc Lương đã xuất phát rồi, nếu chúng ta còn không hành động, sẽ khiến tướng sĩ Bắc Lương mất hết niềm tin. Sắc mặt thiên tử cũng rất khó coi, sau khi trầm mặc một lúc lâu, nói, lập tức phát thiên tử lệnh, lệnh 300.000 quân phá Long canh giữ tại chỗ. Biên giới Bắc Lương mới là gốc rễ quốc gia, không ai được bước ra khỏi chiến khu Bắc Lương một bước. Thiên tử lệnh lập tức được phát ra. Giang Vạn Long cuống lên nói, thiên tử, ý ông là gì vậy? Lẽ nào chúng ta bỏ mặc Chính Văn sao? Cậu ấy đã lập bao chiến công hiển hách cho Hoa Quốc. Là vinh quang và tấm bia của Hoa Quốc. Thiên tử nhướng mày, trong đôi mắt mê man lóe lên tia sáng, nói, ai bảo tôi bỏ mặc cậu ấy? Dứt lời, thiên tử nhìn về phía ông Long, nói, ông Long, xem ra lần này ông phải đi cùng tôi một chuyến rồi. Ông Long mỉm cười đáp, thiên tử muốn làm gì, Long cửu tôi cũng sẽ dốc hết sức mình. Giang Vạn Long thấy thế thì cuống quýt nói, thiên tử, ông Long, hai người định. Thiên tử cười nói, vua Bắc Lương của Hoa Quốc ta là nhân vật đại diện của một nước, sao có thể bị kìm chân ở nhà tù đen chứ? Hôm nay, tôi sẽ đích thân đến nhà tù đen một chuyến, xem rốt cuộc nhà tù đen này ghê gớm đến đâu. Dứt lời, thiên tử cất bước ra khỏi thiên tử các. Ông Long theo sát phía sau. Khoảnh khắc đó, hai luồng oai phong ngút trời lan khắp Long Kinh. Còn bên phía Tiêu Chính Văn, lúc này anh đang đối mặt với năm cường giả cấp chủ soái, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhất là ba người cấp 6 sao kia, mang lại áp lực rất lớn cho anh. Giết, năm cường giả cấp chủ soái bỗng đồng loạt xông về phía Tiêu Chính Văn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 723, trên chủ soái còn có thiên vương trận đấu lập tức nổ ra. Năm cường giả cấp bậc chủ soái đột nhiên lao vào giết Tiêu Chính Văn. Thế cục như thế này trước nay chưa hề có. Trong số đó, có đến ba cường giả chủ soái 6 sao. Nếu ở bên ngoài, đủ để tiêu diệt tất cả lực lượng quân phòng ngự của một quốc gia. Năm người này chính là lực lượng nòng cốt nhất của xã hội loài người. Tiêu Chính Văn cũng không hề sợ hãi, lập tức hạ thấp thân mình, cả người bừng lên sát khí và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Vua Bắc Lương tuyệt đối sẽ không phải là kẻ sợ chết mà bỏ chạy trên chiến trường. Gần như trong khoảnh khắc năm người kia xông lên, một mình Tiêu Chính Văn hóa thành tu la lao về phía chứa. Xê khoảnh khắc đó, con dao quân đội năm cạnh trong tay anh đã biến thành một luồng ánh sáng, toát lên sát khí rung chuyển đất trời, bay đến cơ thể cao gầy của một người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo quân đội màu xám. Đó là một người cấp 6 sao. Người kia nhìn thấy liền nở nụ cười tàn nhẫn khinh bỉ, giơ tay lên, dùng tay không bắt lấy con dao quân đội năm cạnh đang tỏa ra sát khí trên không trung. Nhưng, rào rào, hắn chỉ bắt được không khí. Sát khí và ánh sáng lạnh lẽo của con dao quân đội năm cạnh đó khi chỉ cách hắn hai cánh tay, đột nhiên cong lên 90 độ, thay đổi phương hướng, sau đó như một tia chớp, phập một tiếng xuyên qua cường giả chủ soái địa cấp 3 sao lưng dắt dao phay, 05. Ngay lập tức, con dao quân đội năm cạnh đã xuyên thấu lồng ngực của 05, phía trước ngực còn hiện lên vết máu lớn đỏ tươi. Tiêu Chính Văn giơ tay, con dao quân đội năm cạnh như con rắn bạc, từ từ chui ra khỏi lồng ngực của 05, sau đó giọt một tiếng, mang theo máu tươi bay lại tay của Tiêu Chính Văn lần nữa. Dưới ánh mặt trời, con dao quân đội năm cạnh toát lên sát khí xông lên tận trời, máu nhỏ thành từng giọt rơi xuống. Mà 05 cũng cúi đầu nhìn ngực mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin được. Phịch, trong nháy mắt, 05 quỳ rạp xuống đất, đầu ngẩng lên, sợ sệt nhìn Tiêu Chính Văn cách đó không xa, ngay sau đó cơ thể liền bị gió quật ngã xuống đất, nằm trong vũng máu. Chết tức tưởi, gần như trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn đã lợi dụng thuật ám sát anh vừa học được để nhanh chóng giết chết vị cường giả chủ soái địa cấp 3 sao. Một cảnh tượng đáng sợ như vậy đã làm kinh hoàng cả khu rừng rậm. Bốn vị cường giả chủ soái còn lại cũng phải vội vàng dừng chân, cau mày, vẻ mặt đông cứng lại. Trong tầm mắt của bọn họ,
đặc biệt là dưới tầm nhìn của ba người sáu sao, Tiêu Chính Văn lại có thể giết chết được một vị cường giả chủ soái ba sao trong nháy mắt. Vị vua Bắc Lương này, quả nhiên là không thể coi thường. Cùng lúc đó, trong căn phòng bí mật của khu vực trung tâm nhà tù đen, bảy bóng người nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, lúc này cũng mang sắc mặt kinh hoàng lo sợ. Chết rồi sao? Không năm cường giả chủ soái địa cấp 3 sao, cứ như vậy mà chết trong nhà tù đen. Hình ảnh này đã khiến bảy người bọn họ không bao giờ quên, rất lâu vẫn không bình tĩnh lại được. CVI vua Bắc Lương này lại có thể lợi hại như vậy sao? Dưới thế cục bị năm vị chủ soái vây quanh mà vẫn giết được một vị 3 sao trong nháy mắt. Đáng sợ! Quá đáng sợ! Các lô trước đó còn coi thường Tiêu Chính Văn lúc này cũng phải nhíu chặt mày, vẻ mặt kinh hoàng. Với sức mạnh chiến đấu này, cho dù ông ta có huy động toàn bộ lực lượng e là cũng sẽ bị đánh bại hàng loạt. Trong khi mọi người ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau, trong màn hình giám sát, Tiêu Chính Văn và bốn vị chủ soái đang bùng nổ một trận chiến kinh thiên động địa. Toàn bộ chiến trường hóa thành trận chiến khốc liệt trong nháy mắt. Bốn vị cường giả chủ soái chia ra bốn hướng khác nhau để tập kích Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng nhanh chóng xông lên, đối mặt với chủ soái năm sao kia. Dầm, cú đấm của đối phương mang theo một luồng khí thế bùng nổ đập thẳng vào ngực của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ tay lên, mạnh mẽ ngăn cản lại. Nhưng bên phải, một vị sáu sao đã tiếp cận tới gần, một chân đạp mạnh vào ngực Tiêu Chính Văn. Cú đá này tương đương với sức mạnh phá vỡ một chiếc xe tăng. Gần như trong khi tung cú đá, Tiêu Chính Văn nghiêng người, nhấc tay đấm mạnh một phát như sao băng rơi xuống mặt đất, đột nhiên ngăn cản cú đá kia. Rầm, một âm thanh nổ tung nặng nề vang vọng khắp khu rừng rậm. Đối phương bị tiếng nổ làm lui lại mấy bước mới trụ vững được. Tiêu Chính Văn vung tay phải của mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Trước mặt sau lưng, bên trái bên phải đã bị bốn người bao vây. Từ bỏ chống cự đi, có lẽ chúng tôi sẽ tha cho cậu một cái mạng vì thân phận sáu sao của cậu. Lúc này, chủ soái sáu sao đang đứng trước mặt Tiêu Chính Văn mở miệng nói. Sắc mặt hắn vô cùng u ám, khuôn mặt vuông vức, mũi chim ưng, hốc mắt sâu, thái dương nhô ra, mặc bộ đồ quân đội màu đen, khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ, mênh mông cuồn cuộn, sâu không thấy đáy. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, tôi chỉ vào đây tìm một người, không muốn kết thù với các vị. Đối phương nhướng mày nói, người muốn tìm không một nhiều lắm, nhưng người gặp được ông ta, trước giờ chưa từng có. Sau khi nghe xong câu nói này, Tiêu Chính Văn nhíu mày, lắc nhẹ nắm đấm, nói, xem ra, muốn gặp được không một, bắt buộc phải thắng các người sao. Ha ha ha, vị năm sao bên phải cười phá lên, xem thường nói, đánh thắng chúng tôi. Không tự lượng sức mình, bốn cường giả chủ soái có thể khiến cậu nuốt hận mà chết. Cậu bạn à, đừng đấu tranh vô nghĩa nữa, giơ tay đầu hàng đi. Nếu không năm chết rồi, vậy thì cậu thay thế không năm, trở thành không năm mới. Ở tại đây để canh giữ nhà tù đen. Nếu không thì chết. Người phụ nữ sáu sao phía sau lưng lạnh lùng lên tiếng. Thân hình của cô ta cũng coi như bình thường, nhưng làn da màu bánh mật, sắc mặt cũng rất u ám. Tiêu Chính Văn yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên nói, người vừa chết là không năm, ở đây còn bốn người, vậy thì tại sao không một không ở đây? Sáu sao trước mặt lạnh lùng cười nói, bên phải cậu là không bốn, sau lưng cậu là không ba, bên trái cậu là không hai, còn tôi là không không. Không không, Tiêu Chính Văn ngạc nhiên, nhíu mày. Chẳng lẽ người trước mặt còn mạnh hơn cả ông nội sao? Không đợi Tiêu Chính Văn nghi ngờ, không không mở miệng lần nữa, trong nhà tù đen có một quy định. Chỉ cần cậu đủ mạnh, thắng hoặc giết chết được một trong số những người ở đây, vậy thì cậu có thể thay thế biệt hiệu của họ. Cho nên, không một mà cậu muốn tìm đã giết chết không một trước đó. Thay thế biệt hiệu của hắn ta. Nghe xong, Tiêu Chính Văn mới hiểu ra. Hóa ra, ông nội đã giết chết không một trước đó, lấy đi biệt hiệu của người đó. Sau đó, Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói, bên ngoài đều nói, nhà tù đen có 5 vị cường giả chủ soái, hóa ra là 6 vị. Không không lạnh lùng cười nói, không, cậu sai rồi, trong nhà tù đen, đích thực chỉ có 5 vị cường giả chủ soái tôn. Bởi vì không một đã sớm vượt qua cấp chủ soái rồi. Ông ta khác chúng tôi, ông ta là dị năng, là cường giả không thể vượt qua được. Câu nói này như sét đánh thẳng lên đầu của Tiêu Chính Văn.
Ông nội chính là chủ soái siêu Việt, đã đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Đột nhiên, Tiêu Chính Văn nhớ tới mảnh giấy cũ trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi lại, cảnh giới sức mạnh trên cả chủ soái là Thiên Vương. Ông nội, là một cường giả Thiên Vương. Chương 724, Điện Thần Long đánh tới cường giả Thiên Vương đủ để rời núi lấp biển. Sức lực của một người cũng ngang với thần linh, dưới Thiên Vương thì bất kỳ ai cũng chỉ là loài tôm tép. Dù có là lực lượng quân sự của một quốc gia thì trước mặt Thiên Vương cũng chỉ là đống phế liệu. Đây là những miêu tả đại khái về ranh giới Thiên Vương được ghi lại trong cuốn sách Thiên Sơn Thư Lục, đủ để nhận thấy cường giả ở cảnh giới Thiên Vương là sự khủng bố và đáng sợ ra sao. Nếu như chủ soái sáu sao muốn hủy diệt một nước thì vẫn phải dốc hết sức lực, nhưng đối với cường giả Thiên Vương mà nói thì hoàn toàn chỉ là chuyện còn con. Lúc này Tiêu Chính Văn không nhịn được mà hít sâu một hơi khí lạnh, sự lo lắng trong lòng dành cho ông nội tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Cường giả cảnh giới Thiên Vương nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sao rồi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Chết hay là gia nhập với chúng tôi, không không lạnh lùng hỏi. Tiêu Chính Văn điềm nhiên cười đáp, tôi không muốn chết, cũng không muốn gia nhập với mấy người, vậy nên tôi phải chiến thắng mấy người. Câu nói vừa được thốt ra, tinh thần chiến đấu và sát khí ngất trời như bùng nổ trong nháy mắt. Khoảnh khắc đó, ý chí chiến đấu như toát ra từ trên người Tiêu Chính Văn, mạnh mẽ hơn cả thủy triều cuồn cuộn, cao sâu hơn cả bầu trời. Khoảnh khắc đó, anh giống như một tu la đẫm máu đi giữa nhân gian, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến các chủ soái kinh ngạc. Xê nghe vậy, không không cũng nhướng mày, gào lên, nếu đã như vậy thì mày đi chết đi. Dầm, bóng chố. Xê bê ốn chủ soái cùng toát ra hơi thở khủng khiếp giống nhau, hệt như bốn con rồng to lớn xuất hiện trong rừng sâu. Khoảnh khắc đó, cả nhà tù đen đều nằm trong trung tâm của bão gió. Năm hơi thở không gì so sánh được đang tàn sát khắp cả nhà tù đen. Bên ngoài nhà tù đen, Long Lân đang vô cùng sốt ruột, anh ta cảm nhận được sáu luồng hơi thở khủng bố bên trong đã mất đi một. Cũng có thể nói rằng Long Vương đã giết chết một chủ soái. Thế nhưng lúc này vẫn còn tồn tại bốn luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ, dường như không hề yếu hơn Long Vương. Không được, tôi phải vào trợ giúp Long Vương. Long Nhất, anh ở lại tiếp ứng người của Điện Thần Long. Long Lân không thể đợi thêm nữa, mà đi thẳng về phía chứa. C đột nhiên, cường giả chiến thần cao lớn chặn trước mặt Long Lân. Thế nhưng, Long Lân thấp giọng gầm lên, cút. Tiếp đó, anh ta giơ chân đá ra, cường giả chiến thần đó vẫn chưa kịp phản ứng trở lại đã bị đạp bay ra xa, dầm một tiếng đập vào bức tường của nhà tù đen. Trong nháy mắt, bức tường nứt toác, tạo thành một mạng nhện dày đặc. Xì sau đó, Long Lân chẳng buồn nhìn cường giả chiến thần chết vì một cú đá của mình kia, anh ta đi đến trước cửa sắt, lại đạp xuống lần nữa, dầm một tiếng, cửa sắt bị đạp tung. Nhưng phía sau cửa sắt, mấy chục họng súng đồng loạt bóp cò sau tiếng hô bắn. Păng păng păng. Những luồng đạn nối tiếp nhau bắn quét về phía Long Lân. Nếu như là người bình thường thì đã bị bắn thành hình dép tổ ong từ lâu. Tuy nhiên, là một cường giả chủ soái địa cấp 3 sao. Gần như trong khoảnh khắc đối phương bóp cò, anh ta đã cúi thấp xuống rồi nhanh chóng xông lên trước, gầm lên một tiếng, chết đi. Chẳng mấy chốc, mười mấy lính đánh thuê mai phục sau cửa đều bị lực đánh giống như con sóng ngất trời đẩy bay ra xa mấy chục mét. Không ít người bị va đập tới mức dập nát cả lục phủ ngũ tạng, có người còn bay ra xa mười mấy mét rồi đập vào những chiếc xe Việt dã hoặc tảng đá sau lưng mà chết tức tưởi. Sau đó, Long Lân đằng đằng sát khí bước về phía một chiếc xe Việt dã. Nhảy thẳng lên xe, nhấn ga rồi vọt đi như tên bắn. Sau khi Long Lân rời đi không lâu, trên vùng biển của nhà tù đen, hàng trăm con tàu du lịch và tàu tuần tra vũ trang lao như bay từ xa tiến lại. Gần như trong nháy mắt, bốn bề nhà tù đen đều bị bao vây bởi các đoàn tàu tuần tra vũ trang. Hàng trăm nghìn người mang theo sát khí ngút trời đồng loạt nhảy từ tàu tuần tra và cả tàu du lịch xuống. Giữa bầu trời cũng xuất hiện mấy chục chiếc máy bay chiến đấu. Lượn lờ trên không trung. Sau đó, một loạt cái bóng nhảy từ trên không xuống, đáp xuống bốn phía nhà tù đen. Bọn họ nhanh chóng tập kết tại bến cảng duy nhất của nhà tù đen. Đưa mắt nhìn ra thì cũng phải gần 1.000 người. Đội tiên phong của Điện Thần Long đã đến. Mà trong tầm mắt của mọi người, vẫn còn có rất nhiều cường giả Điện Thần Long đang trên đường tới. Lúc này, Long Nhất đứng trước mặt cường giả Điện Thần Long đã tập hợp.
phẫn nộ hô lên, tất cả mọi người lập tức xông vào cứu chủ soái. Bất cứ ai dám ngăn cản cũng giết không tha. Rõ, tiếng hô ngất trời, vang vọng khắp cả vùng biển. Trong nháy mắt, hơn 1.000 cường giả điện thần long cùng xông vào trong nhà tù đen. Gần như chỉ sau vài giây, bên trong nhà tù đen đã xảy ra đủ các cuộc chiến. Tia lửa ngập trời, tiếng súng kinh động. Mà 7 người đang ở tòa nhà bí mật lô cốt 3 tầng của khu vực trung tâm nhà tù đen lúc này cũng nhanh chóng nhận được điện thoại thông báo khẩn cấp từ khác khu vực trong nhà tù đen. Báo cáo, khu Nam Nam xuất hiện một đám cường giả không rõ lai lịch. Đối phương rất mạnh, đã tiêu diệt 7 tiểu đội của chúng ta. Báo cáo, khu Đông xuất hiện một đám cường giả không rõ lai lịch. Hỏa lực của đối phương quá mạnh, chúng tôi không thể chống đỡ. Báo cáo, khu Bắc 7 gặp phải hỏa lực áp chế. Đối phương có đến hàng trăm người. Xin được chi viện, xin được chi viện. Mỗi cuộc điện thoại đều đủ để kinh động cả nhà tù đen. 7 người trong căn phòng bí mật đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Mau tra đi, rốt cuộc là chuyện gì? Bên trong nhà tù đen sao lại xuất hiện nhiều cường giả không rõ thân phận như thế? Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên, đập mạnh tay xuống bàn, phẫn nộ gào lên. Nháy mắt, trên màn hình camera giám sát hiện ra cảnh tượng chiến đấu tại khác khu. Thê thảm, quá thê thảm, mỗi một khu vực đều đang bùng nổ các cuộc chiến. Trong màn hình, tia lửa ngập trời, mỗi một cường giả không rõ thân phận đều giống như đang đổ sát, giết chết không ít cường giả và đội lính đánh thuê của nhà tù đen chỉ trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông trung niên cầm đầu siết chặt tay thành nắm đấm, gào lên, Điện Thần Long. Nhất định là Điện Thần Long. Long Vương đáng chết, vua Bắc Lương đáng chết lại dẫn người của Điện Thần Long tới đây rồi. Kero, lập tức tổ chức đội lính đánh thuê của ông toàn lực phản kích. Nhất định phải giữ được nhà tù đen, giữ được khu giam giữ. Tuyệt đối không được để cho bất cứ kẻ nào xông vào bên trong. Kero lập tức nhận lệnh, đứng dậy cung kính hành lễ rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng bí mật. Các người cũng lệnh cho lực lượng chiến đấu của mình toàn lực đánh trả cường giả của Điện Thần Long. Bằng mọi giá phải giữ được nhà tù đen, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng xông vào khu giam giữ. Rõ, 6 người còn lại cũng nhanh chóng hành động, rời khỏi phòng bí mật. Trong căn phòng bí mật chỉ còn lại một mình người đàn ông trung niên kia. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chiến đấu tàn khốc bên trong màn hình. Sau đó, ông ta chuyển sang cảnh tượng chiến đấu ở khu Bắc 1. Trong màn hình, lúc này cả người Tiêu Chính Văn đã bê bết máu, không dễ chịu một chút nào. Mà 4 cường giả chủ soái kia cũng chẳng tốt hơn là bao, căn bản đều đã bị thương. Thế nhưng, dù trong hoàn cảnh như thế, Tiêu Chính Văn vẫn không hề sợ hãi, anh giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lùng hiếu chiến. 4 cường giả chủ soái kia, không 4 đã bị Tiêu Chính Văn dùng con dao quân đội 5 cạnh phế bỏ một cánh tay, lúc này đang nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ cay độ. CBA chủ soái 6 sao khác bao vây xung quanh Tiêu Chính Văn. Cậu rất mạnh, mạnh còn hơn cả dự đoán của chúng tôi. Cậu còn trẻ như vậy mà đã có thể đạt được thành tựu chiến lực như thế quả đúng là ưu tú. Vậy nên, tôi hỏi cậu lần cuối, có tình nguyện gia nhập với chúng tôi không? Không hề bận tâm, lên tiếng hỏi. Chương 725, thiên tử tới. Tiêu Chính Văn cười khẩy, lau vết máu nơi khóe miệng. Trong mắt bừng bừng sát khí. Anh nhìn 3 cường giả 6 sao, cười nói, 3 vị cường giả 6 sao, quả nhiên rất mạnh. Tôi vẫn muốn thử xem tôi có thể đánh thắng mấy người hay không. Ngông cuồng. Đột nhiên, không 3 tức giận gầm lên, lao về phía trước và rút ra con dao butterfly từ thắt lưng, bất ngờ đâm thẳng về phía cổ họng Tiêu Chính Văn. Nhát dao này cực kỳ nham hiểm và lợi hại, tốc độ nhanh như chớp. Cho dù có là chiến thần thiên cấp 4 sao, hoặc vừa đạt tới cảnh giới thiên soái 1 sao cũng sẽ bị giết trong phút chốc, nuốt hận mà chết. Nhưng Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới 6 sao, gần như lập tức kịp thời phản ứng, anh giơ tay lên, con dao quân đội 5 cạnh xuất hiện, âm thanh leng keng, va chạm với con dao butterfly trong tay đối phương. Tia lửa bắn tứ phía. Người phụ nữ 6 sao đó cũng phải lùi lại vài bước, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm con dao quân đội 5 cạnh trong tay Tiêu Chính Văn, nói, vũ khí cấp thiên. Ha ha, đúng lúc lắm, tôi sẽ lấy được nó. Dứt lời, cô ta lại tấn công lần nữa, con dao butterfly đâm vào Tiêu Chính Văn, mỗi một nhát đều vô cùng hung tợn,
nhắm thẳng vào tim, cổ họng, tất cả những vị trí trọng yếu của cơ thể Tiêu Chính Văn. Nếu bị đâm trúng thì sẽ chết ngay lập tức. Keng keng keng, Tiêu Chính Văn cũng sử dụng con dao quân đội năm cạnh chống trả lại đối phương, gần như mỗi đòn tấn công đều phát ra tia lửa. Hai người đánh nhau trong vòng nửa phút, không phân thắng bại. Nhưng bỗng nhiên, cơ thể người phụ nữ đó lóe lên tia sáng, linh hoạt như rắn tấn công Tiêu Chính Văn từ phía sau, con dao butterfly đâm thẳng về phía tim của anh. Nhưng Tiêu Chính Văn đã nhanh chóng cúi người, cây kim châm từ bên lưng đồng loạt bay về phía đối phương. Người phụ nữ đó phản ứng cũng cực kỳ nhanh, cô ta nhấc tay, con dao butterfly trong tay vung lên thành các động tác như múa, va chạm vào cây kim châm khiến tất cả đều văng ra ngoài. Âm thanh leng keng vang lên khắp khu rừng bí mật. Người phụ nữ đó đứng trên mặt đất, nở nụ cười khẩy âm trầm nói, sử dụng ám khí đúng là hèn hạ. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, trên chiến trường, dùng vũ khí nào cũng được miễn là thắng. Bốp bốp bốp. Lúc này không không vỗ tay, cười nói, cậu nói rất đúng, tôi rất tán thưởng quan điểm của cậu, thắng là được. Cho nên, bây giờ chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau ra tay, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào nữa. Lúc này trong lòng không không đang thầm kinh ngạc, vì Tiêu Chính Văn trước mắt rõ ràng chỉ mới hơn 20 tuổi, mà đã đạt được bản lĩnh chiến đấu như thế này rồi. 6 sao hơn 20 tuổi, quá mạnh, còn mạnh hơn cả 01. Vì thế, không không quyết định hợp sức tấn công, không cho Tiêu Chính Văn có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Vừa dứt lời, ba cường giả 6 sao cùng lúc xông lên muốn giết chết Tiêu Chính Văn. Dầm, trận chiến đã bùng nổ. Cả khu rừng bí mật đã bị bao trùm bởi khí thế mạnh mẽ, hừng hực. Con dao butterfly trong tay không ba nhắm nhanh và chuẩn xác, tấn công vào Tiêu Chính Văn. Móng vuốt thép từ thắt lưng của không một cũng hung ác bổ nhào về phía đầu Tiêu Chính Văn. Không không lại dựa vào sức mạnh nội tại của cơ thể bộc phát ra, hai chân đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, làm mặt đất nứt toác, sau đó tiếp cận, dùng nắm đấm mang sức mạnh như sấm to sét lớn đấm vào ngực Tiêu Chính Văn. Trong một lúc mà cả ba cường giả 6 sao cùng tấn công ác liệt. Nếu đổi lại là một cường giả chủ soái 5 sao hoặc một cường giả 6 sao có lẽ đã bị chết ngay tức khắc rồi. Bởi vì đối phương là ba cường giả 6 sao. Hơn nữa, thực lực cũng rất mạnh, gần như mỗi người đều tung ra cú đánh tuyệt chiêu của mình. Tiêu Chính Văn nhíu mày, không hề sợ hãi, cả người nhanh chóng di chuyển về phía sau, sau đó, con dao quân đội năm cạnh trong tay anh bộc phát ra sát khí lạnh lẽo, bay lên không trung va chạm với móng vuốt thép của không hai, một tiếng nổ vang lên, tia lửa bắn khắp nơi. Cùng lúc đó, con dao butterfly của không ba một lần nữa bay thẳng về phía cổ họng của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đột ngột giơ tay, khống chế cổ tay của đối phương, lúc này con dao butterfly lóe lên sát khí lạnh tanh chỉ cách cổ họng anh một đốt ngón tay. Khoảnh khắc này, cú đấm hủy diệt của không không đã sắp chạm tới ngực của Tiêu Chính Văn. Trong tình hình như vậy, Tiêu Chính Văn căn bản không có thời gian và cũng không dư cánh tay nào để chống đỡ. Thấy nắm đấm của không không đang ở rất gần, ánh mắt của Tiêu Chính Văn càng thêm lạnh lùng hơn. Không không cũng vậy, ánh mắt ông ta lạnh băng, nở nụ cười khinh bỉ nói, cuối cùng cậu cũng thua rồi, chết đi. Dầm, cú đấm này đột ngột hạ xuống, nhưng trong tình thế nghìn cân treo sợi tó. Tay phải của Tiêu Chính Văn kéo nhẹ, con dao quân đội năm cạnh đang va chạm với móng vuốt thép của không hai trên không trung bất ngờ quay lại, chỉ trong nháy mắt tấn công vào không không từ sau lưng. Khoảnh khắc này, sát khí của con dao quân đội năm cạnh khiến không không cảm thấy sống lưng ớn lạnh, không thể không thay đổi phương hướng. Soạt, ngay lập tức, cơ thể của không không biến mất trước mặt Tiêu Chính Văn, vụt qua một bên. Ông ta thu cú đấm lại rồi. Tại vị trí ông ta vừa đứng, con dao quân đội năm cạnh đã cắm sâu vào đất, khiến mặt đất bị lật tung lên. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn bắt lấy cơ hội, giơ chân đạp mạnh vào người không ba. Dầm, không ba bị đá bay ngược ra đằng sau mười mấy mét, đập vào rất nhiều cây lớn sau lưng rồi mới ngã xuống đất. Nhưng không ba rõ ràng không bị tổn hại gì, lại một lần nữa đứng dậy, phủi sạch vết chân trước ngực, đôi mắt u ám đằng đằng sát khí. Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng nguyên tại chỗ. Con dao quân đội năm cạnh lóe lên tia sáng sắc bén, nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Không không mỉm cười, bước lên vài bước nói, quả nhiên cậu rất mạnh. Một cường giả 6 sao nếu không chú tâm cũng có thể chết dưới tay cậu. Nhưng hôm nay, trước mặt ba người chúng tôi, cậu phải chết.
Câu nói này đã dấy lên một luồng gió lạnh trong rừng bí mật. Nhưng một giây sau, một bóng người bừng lửa giận ngồi trên chiếc xe Việt dã từ xa chạy tới, tức giận gọi lớn, Long Vương. Kít kít kít, chiếc xe phanh lại, âm thanh chói tai vọng đến. Long Lân nhảy từ trên xe Việt dã xuống, ánh mắt sắc bén, nhanh chóng lao tới bên cạnh Tiêu Chính Văn, trên người cũng tỏa ra khí thế chủ soái ba sao. Không không cười phá lên, nói, một chủ soái ba sao tới là muốn tìm đến cái chết sao. Sắc mặt Long Lân tối sầm lại. Anh ta có thể nhìn ra khí thế lớn mạnh của ba người trước mặt, không thua kém gì khí thế của Tiêu Chính Văn. Sáu sao, ba người trước mặt chính là ba cường giả sáu sao. Bầu không khí đột nhiên trở nên bí bách, ngột ngạt. Thời điểm này, trên đầu mọi người bất ngờ xuất hiện bảy chiếc máy bay chiến đấu mang theo quốc huy của Hoa Cố. Một chiếc máy bay chủ lực, sáu chiếc máy bay hộ tống. Tất cả đều trang bị súng đạn thật. Hơn nữa, có chiếc máy bay chiến đấu còn mang theo vũ khí hạt nhân. Sau đó, cửa khoang trên chiếc máy bay chiến đấu chủ lực mở ra, hai bóng người đứng ở cửa chắp tay ra sau lưng quan sát nhà tù đen. Khoảnh khắc đó, trên bầu trời cao có hai luồng sức mạnh đáp thẳng xuống nhà tù đen, khống chế mọi sinh linh trong nhà tù đen, khiến tất cả phải run rẩy. Lúc này, thú rừng đều nằm rạp xuống đất, không dám động đậy. Tất cả cường giả của Điện Thần Long, đám lính đánh thuê trong nhà tù đen và những cường giả khác đều dừng cuộc chiến, ngước mắt hoài nghi nhìn lên bảy chiếc máy bay chiến đấu trên trời. Sau đó, một giọng nói dõng dạc vang vọng khắp nhà tù đen. Tôi, thiên tử của Hoa Quốc và ông Long, hôm nay tới đây tụ họp với ba vị cường giả sáu sao của nhà tù đen. Chương 726, thực lực của Tiêu Long. Câu nói này của thiên tử vang vọng khắp nhà tù đen, dường như âm thanh được khuếch đại, giống tiếng sấm nổ vang. Vào lúc đó, tất cả mọi người trong nhà tù đen đều ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào khoảng không trên bầu trời. Bảy máy bay chiến đấu bay lơ lửng trên không. Toàn bộ đều treo đạn thật và vũ khí hạt nhân. Cách thức ra trận này thật đáng sợ. Chỉ cần một mệnh lệnh là có thể san bằng nhà tù đen ngay lập tức. Người đàn ông đang ngồi ở vị trí đầu tiên trong căn phòng bí mật ở khu vực trung tâm nhà tù đen. Lúc này nhìn thấy bảy chiếc máy bay chiến đấu phía trên cũng phải nhíu mày, toàn thân run rẩy. Thiên tử của Hoa Quốc đích thân tới rồi. Đây là một sự kiện lớn, một sự kiện chấn động. Ngay lập tức, ông ta lấy điện thoại vệ tinh ra, gọi điện. Nhưng, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa sắt của căn phòng bí mật bị người ta đá tung trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên cũng sững sờ, quay qua nhìn. Liền thấy một thân hình cao lớn mặc áo choàng đen xuất hiện ở cửa, sau đó tiến vào. Sao ông lại tới đây? Người đàn ông trung niên nhìn thấy bóng người đó, liền cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu, hỏi chẳng phải ông rời khỏi nhà tù đen rồi à? Sao lại quay lại đây? Bóng dáng cao lớn mặc áo choàng đen đi vào căn phòng bí mật, liếc mắt nhìn màn hình giám sát, sau đó dùng ánh mắt sâu xa nhìn người đàn ông trung niên, chậm chậm cởi mũ áo choàng ra. Để lộ khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc bạc. Mặt vuông, lông mày rậm, mắt hổ, sống mũi cao, đôi môi rộng dày, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Người cụ ấy như đang ẩn chứa một luồng khí tức có thể hủy diệt trời đất, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ chấn động trời đất. Nhưng cụ ấy không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên đang cầm điện thoại vệ tinh trong tay. Không một, ông muốn làm gì, người đàn ông trung niên hoảng sợ, lùi về sau. Cả người run lẩy bẩy. Sói Siberia, ông vượt qua ranh giới rồi. Đột nhiên, cụ ấy mở miệng. Giọng nói trầm thấp, vang như tiếng sấm rền cuồn cuộn. Vài chữ đơn giản đã bùng nổ sát khí khủng khiếp. Cụ ấy chính là không một. Cụ ấy chính là Tiêu Long. Cụ ấy chính là Thiên Long Nguyên Soái, thống soái tối cao thống lĩnh triệu binh năm đó của Hoa Cố. Xê người đàn ông trung niên có mật danh là Sói Siberia. Nghe thấy lời này liền nhíu mày, quát lớn, vượt ranh giới. Tôi vượt ranh giới lúc nào chứ? Đây là nhà tù đen, ở đây tôi là to nhất, ông không có quyền can thiệp vào việc tôi làm. Tiêu Long lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, ông cho người tung tin tức tôi ở nhà tù đen ra, chẳng phải là để dụ cháu trai tôi đến đây, rồi để không không giết nó sao? Nghe thấy câu này, Sói Siberia dùng mình, khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh tanh. Sao ông biết được, Sói Siberia lạnh lùng hỏi. Tiêu Long để một tay sau lưng, một tay cầm bút máy trên bàn lên, lạnh lùng nói, Sói Siberia,
lẽ nào ông quên nhà tù đen không được tham gia bất cứ cuộc tranh đoạt thế tục nào rồi à? Càng không thể nhúng tay vào lực lượng chiến đấu chiến khu của năm nước. Ông làm như vậy là đã vi phạm ý chỉ của nhà tù đen. Vi phạm sự tận tâm ban đầu của ông với nhà tù đen. Ha ha ha, sói Siberia cười lớn, dường như từ bỏ việc trốn tránh, nói Tiêu Long, không ngờ ông lại điều tra được nhiều như vậy. Thôi kệ, nếu ông đã biết rồi thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Đúng vậy, tin tức là do tôi tung ra, mục tiêu của tôi là Tiêu Chính Văn. Vậy đấy, bây giờ ông định làm gì nào? Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Long trở nên vô cùng đáng sợ, hơi thở trên người tỏa ra hừng hực, lan rộng hơn cả bầu trời đêm, lập tức quét sạch cả căn phòng bí mật, bao phủ toàn bộ khu vực nhà tù đen. Vậy thì ông nên chết đi. Tiêu Long lạnh lùng nói, dám giết cháu trai tôi thì nhất định phải chết. Nhưng, sói Siberia lại lạnh lùng cười, nói, muốn giết tôi sao? Tiêu Long, nếu ông đã điều tra ra được thì ông nên biết phía sau tôi là hiệp hội cấp cao 9 nước của 9 nước lớn phương Tây. Nếu tôi chết ở nhà tù đen thì hiệp hội cấp cao 9 nước nhất định sẽ không bỏ qua cho ông, cũng sẽ không bỏ qua cho Hoa Quốc. Thật sao? Vậy tôi muốn xem, hiệp hội cấp cao 9 nước sẽ tình nguyện từ bỏ quân cờ vô dụng như ông, hay là muốn khiêu chiến với tôi và Hoa Quốc? Tiêu Long lạnh lùng nói, cây bút máy trong tay đột nhiên hóa thành một luồng sáng, chớp mắt xuyên qua lòng bàn tay của sói Siberia. Trong phút chốc, sói Siberia hét lên, nắm chặt lòng bàn tay đẫm máu, nhìn chằm chằm Tiêu Long, gầm lên, Tiêu Long. Đây là nhà tù đen, ông làm vậy là đắc tội với cả nhà tù đen. Đắc tội thì sao, nếu nhà tù đen trở thành kẻ thù của tôi, thì tôi sẽ tàn sát cả nhà tù đen. Nếu hiệp hội cấp cao 9 nước trở thành kẻ thù của tôi, thì tôi sẽ diệt sạch 9 nước. Sói Siberia, ông nên lên đường rồi. Mỗi câu nói của Tiêu Long đều vô cùng nặng nề. Giây tiếp theo, cụ ấy đưa tay lên, tất cả bút máy trên bàn cũng run rẩy bay lên, sau đó biến thành vệt sáng, trong ánh mắt kinh hoàng của sói Siberia, lập tức xuyên qua cơ thể ông ta, hình thành 6 lỗ máu. Phụt, toàn thân sói Siberia bê bết máu, kinh hãi nhìn Tiêu Long sau đó từ từ ngã xuống vũng máu. Đồng thời, ông ta lẩm bẩm, ông đã đạt tới cảnh giới thiên vương. Nhìn sói Siberia chết, Tiêu Long liền thở dài. Sói Siberia là chủ soái thứ 6 trong nhà tù đen, luôn ẩn giấu thực lực của mình. Nhưng ở trước mặt Tiêu Long, lại bị giết trong vòng một giây. Đây chính là thực lực của cường giả thiên vương, đưa tay ra là có thể giết cường giả cấp chủ soái. Sau đó, bóng lưng to lớn của Tiêu Long đứng trong căn phòng bí mật, quan sát màn hình giám sát, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn trong màn hình. Cháu trai của ông, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Tiêu Long bình tĩnh nói, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Nhưng lúc này, một bóng người cao lớn nữa lại đi vào cửa, cũng mặc áo choàng đen, liếc nhìn sói Siberia nằm trong vũng máu, lạnh lùng nói với Tiêu Long, chúng ta nên đi thôi. Tiêu Long gật đầu, đội mũ lên, cuối cùng cụ ấy nhìn Tiêu Chính Văn đang đương đầu với ba cường giả 6 sao trong màn hình, nói con đường phía trước còn dài. Chưa đạt đến cảnh giới thiên vương thì cháu sẽ không bao giờ biết được thế giới này đáng sợ thế nào đâu. Cháu trai, cố lên, ông sẽ đợi cháu trên con đường phía trước và giúp cháu dọn sạch chướng ngại vật. Nói xong, Tiêu Long quay người rời khỏi căn phòng bí mật cùng người đàn ông mặc áo choàng đen kia. Lúc này, đằng sau chiếc áo choàng đen của bọn họ, có một biểu tượng kim tự tháp màu vàng mờ nhạt ẩn hiện. Cảnh tượng trong căn phòng bí mật bị một máy quay ẩn trong góc căn phòng bí mật quay lại toàn bộ. Chương 727, Thiên tử Oai Phong quá. Cùng lúc đó, bên phía Tiêu Chính Văn, Thiên tử và ông Long nhảy từ trên máy bay chiến đấu trên không xuống. Áo khoác trên người họ còn bay lên theo gió phát ra tiếng phần phật. Hai bóng người lao xuống như hai tên bắn, tạo ra luồng khí lạnh lẽo. Luồng khí này lập tức bao lấy cả nhà tù đen, rồi lan ra xung quanh. Thiên tử, ông Long. Lúc này Tiêu Chính Văn gật đầu tỏ ý chào. Thiên tử nở nụ cười hờ hững, hai tay chắp ra sau nhìn Tiêu Chính Văn nói, khá lắm, sức mạnh của cậu lại tăng lên rồi, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp tôi và ông Long thôi. Thiên tử cũng rất ngạc nhiên, kể từ lần gặp ở Thiên tử các đến nay chưa được bao lâu, vậy mà Tiêu Chính Văn lại trở nên mạnh hơn. Quả nhiên huyết thống của nhà họ Tiêu quá khủng khiếp. Mấy chục năm trước xuất hiện một Tiêu Long đã làm chấn động hàng trăm quốc gia lớn mạnh rồi. Hiện giờ hậu sinh khảo ý,
Tiêu Chính Văn đạt đến cảnh 6 sao sắp trở thành người vô địch có thể sóng vai với họ, đủ để làm chấn động hàng trăm quốc gia lớn mạnh khác. Ông Long cũng gật đầu xem như chào Tiêu Chính Văn. Sau đó thiên tử liếc mắt sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba cường giả 6 sao đối diện, nói tôi là thiên tử của Hoa Quốc, không biết ba vị có ai muốn đấu với tôi không? Hay là ba người cùng lên một lần? Câu nói lạnh lùng như một cơn gió lạnh bỗng thoảng qua. Tiêu Chính Văn đứng phía sau cũng không khỏi kinh ngạc khi nghe ông ấy nói vậy. Quả nhiên thiên tử oai thật, vừa lên tiếng đã muốn một mình đấu với ba cường giả 6 sao. Không hổ là thiên tử của Hoa Quốc. Khí thế và uy phong mạnh mẽ như vậy khiến người khác phải sợ hãi. Lúc này sắc mặt ba cường giả 6 sao đối diện vô cùng u ám, ba người nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng sự hoảng sợ đó nhanh chóng biến mất. Dù sao họ cũng là cường giả 6 sao. Họ có thể đoán được thiên tử và ông Long vừa đến cũng đạt đến cảnh giới 6 sao rồi. Lúc này không xa sầm mặt mày nói, thiên tử của Hoa Quốc đích thân đến nhà tù đen quả thật khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng nếu ông muốn một đấu ba, e là tự cao rồi đấy, cẩn thận nếu không hôm nay ông sẽ giết trong nhà tù đen, rồi lại dẫn đến cuộc đại chiến Hoa Quốc đấy. Ông ta vừa dứt lời. Một luồng sáng màu vàng kim xoẹt qua trước mặt, không thiên tử ra tay rồi. Thiên tử trong bộ long bào màu vàng kim đột ngột tấn công. Cả người không lập tức bị đánh văng ra xa. Không bất ngờ văng ra ngoài, đập người vào cây thậm chí làm ngã mấy cây cổ thụ đằng sau mới rơi xuống đất. Cả hiện trường đều như chết lặng. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào không bị đánh văng ra xa mấy trăm mét. Không gắng gượng đứng lên từ trong đống cây. Ôm ngực phụt ra một ngụm máu. Ông ta giơ tay lên lau đi, vẻ mặt cực kỳ hung ác gầm lên, giết. Ngay lập tức 02 và 03 ra đòn. Dường như chỉ trong phút chốc họ đã bày ra chiêu thức tàn nhẫn nhất tấn công về phía thiên tử trước mặt. Nhưng, thiên tử bỗng xoay người, ánh mắt sắc bén, ẩn chứa trong đó là sát khí và uy lực kinh người. Dầm, ngay sau đó, thiên tử nhấc chân lên đá một cú về phía 03. 03 không phản ứng kịp nên bị đá văng ra xa. Đồng thời, thiên tử giơ tay lên đè con dao butterfly của 03, vung tay lên. Con dao butterfly nhanh như chớp đâm xuyên qua vai của 03, ghim cô ta lên một cây cổ thụ cao ngút trời. Cách thức ra chiêu, sức mạnh bạo phát này khiến Tiêu Chính Văn kinh ngạc không nói nên lời. Hóa ra thiên tử mạnh như vậy. Trong tích tắc đã đánh bại được hai cường giả 6 sao. Lúc này thấy 03 bị đánh văng ra xa rồi bị ghim lên trên cây cổ thụ cao ngút trời, 02 cũng không tấn công ông ấy nữa mà đứng tại chỗ vừa tức giận vừa thận trọng nhìn thiên tử. Thiên tử chắp hai tay sau lưng, miệng nhếch lên nụ cười hờ hững, đôi mắt lóe lên tia hung ác. Ba vị còn muốn đánh nữa không? Thiên tử hỏi, lúc này 00 ôm ngực từ xa chậm rãi bước đến, tiện tay rút con dao butterfly trên vai 03 đang bị ghim trên cây xuống. 03 cũng theo đó ngã xuống đất, che đi đầu vai đã nhuốm đầy máu, cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm thiên tử. 00 lướt nhìn thiên tử, ông Long và Tiêu Chính Văn, cuối cùng chắp tay nói, thiên tử của Hoa Quốc quả nhiên rất lợi hại, hôm nay tôi nhận thua. Nói xong 00 dẫn 02 và 03 rời đi. Sau đó thiên tử xoay người lại nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu còn gì cần làm nữa không? Tiêu Chính Văn cau mày nói, tôi muốn đến khu giam giữ để tìm ông nội tôi. Thiên tử nghĩ một lúc rồi nói, ừ, chúng tôi đợi cậu ở ngoài, nếu tìm được ông của cậu thì truyền lời của tôi cho ông ấy, Hoa Quốc không hổ thẹn khi có ông ấy. Nếu không tìm được thì cậu cũng đừng ở trong đó quá lâu, nơi này có cường giả. Nghe vậy Tiêu Chính Văn sửng sốt, hỏi, còn có cường giả khác nữa sao? Sắc mặt thiên tử u ám gật đầu nói, đúng vậy, còn có cường giả. Mạnh hơn cả tôi và ông Long. Khi nói câu này, ánh mắt sâu thẳm của thiên tử cứ nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó ở phía xa xa kia. Cảm giác đó không sai đâu. Cường giả vượt cả cấp bậc chủ soái mới có hơi thở như vậy. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, lái chiếc xe Việt dã đi đến khu giam giữ của nhà tù đen cùng Long Lân. Không lâu sau, họ đã đến một lô cốt ở trung tâm nhà tù đen. Đến nơi rồi họ mới nhận ra toàn bộ lực lượng canh giữ của tòa lô cốt đều không còn nữa. Từng thi thể ngã xuống dưới. Thậm chí không có ai còn nhúc nhích cả. Long Lân nhíu mày kiểm tra thương tích của mấy thi thể này,
sau đó lắc đầu nói với Tiêu Chính Văn, Long Vương, đều bị giết bằng một chiêu. Đáng sợ nhất là hình như họ đều chết cùng lúc, không thể tưởng tượng được chiến lực khủng khiếp như vậy. Tiêu Chính Văn gật đầu nhanh chóng đi vào trong tòa lô cốt. Vào trong rồi anh mới phát hiện trong căn phòng bí mật có một thi thể. Anh bước đến kiểm tra phát hiện dưới lòng bàn tay của thi thể là một hàng chữ ngoằn ngoèo được viết bằng máu Tiêu Long giết tôi. Thiên Vương, 6 chữ. 6 chữ ngắn gọn. Nhưng lại khiến Tiêu Chính Văn run rẩy. Tiêu Long. Ông nội vừa mới ở đây. Người này bị ông nội giết. Vậy mấy binh lính canh gác bên ngoài thì sao? Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày cấp tốc tìm kiếm trong căn phòng bí mật. Sau đó anh thấy một cái camera ở góc bên trên. Tiếp đó, anh lấy thẻ nhớ trong camera ra, chắc chắn camera có quay lại mọi chuyện vừa xảy ra trong căn phòng bí mật. Kiểm tra kỹ một lần, không phát hiện ra những thứ khác nữa, lúc này Tiêu Chính Văn mới ra khỏi căn phòng bí mật. Không tìm được ông nội, không có bất kỳ manh mối nào. Long Vương, tiếp theo chúng ta đi đâu? Long Lân hỏi. Tiêu Chính Văn thở dài nhìn thẻ nhớ trong tay nói, đến phòng giam số 18, khu giam giữ số 3, dẫn Lai Cần ra ngoài. Đây là lời hứa của Tiêu Chính Văn với Thẩm Dật Vân. Vâng. Không lâu sau, Long Lân dẫn một người đàn ông da trắng từ khu giam giữ số 3 ra. Sau khi ra khỏi khu giam giữ số 3, tên này tỏ ra rất kiêu ngạo, hai tay đút vào túi quần, khinh thường đi về phía Tiêu Chính Văn, cao ngạo nói bằng tiếng nước ngoài. Thấy Tiêu Chính Văn không để ý đến mình, Lai Cần mới nói bằng tiếng Hoa Quốc này, Thẩm Dật Vân bảo các người đến cứu tôi à? Anh ta đâu? Phụ nữ tôi muốn đâu? Mẹ nó, các người làm ăn kiểu gì vậy? Không biết dẫn mấy người phụ nữ vào cho ông đây chơi đùa chút sao? Còn bảo mấy tên da vàng Hoa Quốc đến cứu tôi? Phác, sao cái tên Thẩm Dật Vân này lại tìm mấy tên Hoa Quốc rác rưởi đến cứu tôi chứ? Chương 728, Hiệp hội cao cấp 9 nước bức ép Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lai Cần, sau đó anh giơ chân lên đá bay Lai Cần. Lạnh lùng nói, thứ nhất, người dân Hoa Quốc không phải rác rưởi. Thứ hai, tôi chỉ đồng ý với Thẩm Dật Vân cứu anh ra an toàn, nhưng không hề đồng ý để anh sống sót trở về. Nếu như anh còn dám sỉ nhục Hoa Quốc thì kết cục của anh sẽ giống như bọn họ. Nói xong, Tiêu Chính Văn cất bước lên xe Việt giã. Bên cạnh, Lai Cần nằm trên mặt đất, ôm lấy bụng, vẻ mặt vô cùng đau đớn, bị Long Lân túm lấy cổ áo vứt lên xe Việt giã. Sau đó, ầm một tiếng, xe Việt giã rời khỏi khu giam giữ. Trên xe, Lai Cần hét lên từ phía sau, phắc, phắc, Thẩm Dật Vân đáng chết, dám tìm hai tên ngu đần tới cứu tao. Chúng mày cứ đợi đấy, đợi tao ra ngoài rồi tao nhất định sẽ giết hết lũ chúng mày. Bốp, Tiêu Chính Văn đấm thẳng vào đầu Lai Cần. Lai Cần ngất xỉu ngay lập tứ. Xì sau khi mấy người Tiêu Chính Văn rời đi không lâu, hai bóng người mặc áo choàng đen lớn xuất hiện trên đỉnh tầng 3 của tòa lô cốt. Tiêu Long đứng trong số đó, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe Việt giã đã lao nhanh vào trong rừng sâu, vẻ yêu chiều và hiền hậu ngập tràn trong ánh mắt. Đi thôi, trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ, bóng người mặc áo choàng đen còn lại bình thản nói. Nói xong, hai người rời khỏi khu giam giữ. Bên phía Tiêu Chính Văn cũng đến đại bản doanh của khu phía Tây sau nửa tiếng đồng hồ, gặp lại mấy người Alice. Sau khi nhận được thông tin Tiêu Chính Văn thoát ra an toàn thì thiên tử của Hoa Quốc và ông Long đã rời khỏi nhà tù đen chứa. Tiếp theo, họ phải đối diện với tình hình quốc tế mới càng nguy hiểm hơn. Đại bản doanh khu phía Tây. Alice nhìn thấy Tiêu Chính Văn nhảy xuống từ trên xe Việt giã thì kích động lao đến, ôm chặt lấy Tiêu Chính Văn muốn thơm lên một cái. Vẫn may là động tác của Tiêu Chính Văn rất nhanh, né tránh thẳng thừng, khiến Alice trừng mắt nhìn anh. Tiêu Chính Văn cũng mỉm cười, giải thích, thật ngại quá, Alice, tôi đã kết hôn rồi, có vợ rồi. Vậy nên tôi nhận tấm lòng của cô là được. Nghe vậy, Alice liền rút khẩu súng từ bên hông ra, nói, là ai cướp mất chiến thần của Alice tôi. Bây giờ tôi sẽ đi đấu với cô ta một trận, ai thắng mới đủ tư cách có được anh. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cạn lời. Long Lân và Long Nhất đứng bên cạnh bất lực lắc đầu. Sức quyến rũ của Long Vương ghê gớm như vậy đấy. Không dễ gì mới khiến cho Alice dừng lại, Tiêu Chính Văn cũng thuật lại một lần sự tình bên trong. Sau khi nghe nói toàn bộ quân đội trong tòa lô cốt bị tiêu diệt, Alice khoa trương hô lên, chiến thần. Anh mạnh thật đấy,
anh diệt hết cả tòa Lô Cốt sao? Tiêu Chính Văn lắc đầu, nói, không phải tôi làm, là một người khác. Tiếp đó, Tiêu Chính Văn lấy ra thẻ nhớ, nói, đưa cho tôi một cái máy tính. Alice nhìn thẻ nhớ, lập tức cho người mang máy tính đến. Tiêu Chính Văn nhét thẻ nhớ vào, vừa mở video giám sát thì lập tức thấy trên màn hình hiện ra cảnh hội đàm bí mật của 7 người, bao gồm việc 5 cường giả chủ soái ra tay với anh cũng là do bọn họ ra lệnh. Tiếp đó, một lúc sau Tiêu Long xuất hiện bên trong màn hình. Do vấn đề góc quay giám sát nên chỉ quay được một nửa gương mặt của Tiêu Long. Đây chính là ông nội sao. Tiếp theo đó, trong màn hình xuất hiện bông tuyết và màn hình bị gián đoạn. Ngay cả âm thanh cũng như bị nhiễu sóng bởi thế giới bên ngoài, xuất hiện tiếng dòng điện rò rỉ. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn vẫn láng máng nghe được sói Siberia nhắc đến hiệp hội cấp cao chín nứa. Chóa ra phía sau là cả một kế hoạch dùng để đối phó với anh. Hiệp hội cấp cao chín nứa. C đúng là biết tính toán. Tiếp đó là cảnh tượng Tiêu Long ra tay giết chết sói Siberia. Nhưng bởi vì màn hình bị nhiễu sóng và lập lòe nên mấy người Tiêu Chính Văn hoàn toàn không nhìn rõ Tiêu Long ra tay như thế nào, mà chỉ thấy sói Siberia ngã trên vũng máu. Cũng từ lúc này, âm thanh của video giám sát cũng biến mất. Tiêu Chính Văn cau mày, xem lại video thêm vài lần, nhưng vẫn không thể phát hiện ra ông nội giết sói Siberia bằng cách nào. Xem ra, chỉ khi nào bản thân anh thực sự tiến vào cảnh giới chiến lực thiên vương thì mới biết được. Chuyến đi tới nhà tù đen tới đây cũng kết thúc. Lúc này, mấy người Thẩm Dật Vân cũng tới nơi, từ xa đã nhìn thấy Lycan bị trói ở một xó. Lúc này, Lycan nhìn thấy mấy người Thẩm Dật Vân thì kích động gào mồm lên, cả người run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã. Ôi trời, thiếu chủ, anh không sao chứ? Thẩm Dật Vân lao tới, giúp Lycan lấy chiếc tất thối đang nhét trong miệng ra, tháo bỏ dây thừng trên người hắn. Ngay lập tức, Lycan rút khẩu súng từ bên hông của Thẩm Dật Vân, nhảy ra, chĩa súng về phía Tiêu Chính Văn rồi gào lên, mẹ kiếp. Cái thằng Hoa Quốc đáng chết, tao phải giết chết mày. Pằng pằng pằng. Ba phát súng. Lúc đó, Thẩm Dật Vân sợ đến ngây ngốc, suýt thì tè ra quần. Thế nhưng, ba phát súng này đương nhiên không thể bắn trúng Tiêu Chính Văn. Lúc đó, Long Lân đã đứng lên trước, giơ tay chụp lấy cổ tay của Lycan, loạt đạn cũng thuận thế bắn xuống đất. Tiếp đó, Long Lân cướp lấy khẩu súng lục từ trong tay hắn, giơ chân đá bay Lycan ra xa vài mét, đập mạnh xuống đất. Ngay sau đấy, Long Lân cầm lấy súng nhắm thẳng vào Lycan đang ngã sóng xoài, lạnh lùng nói ám sát Long Vương chính là tội chết. Thấy Long Lân muốn bóp cò, Thẩm Dật Vân vội vàng xông tới, hô lên, đợi đã, người anh em Long Lân, đợi một chút. Long Lân liếc nhìn Thẩm Dật Vân đang mỉm cười với vẻ nịnh bợ, anh ta giải thích, xin lỗi anh. Thiếu chủ nhà chúng tôi là như vậy, ngang ngược kiêu ngạo thành quen rồi, vẫn mong Long Lân anh giơ cao đánh khẽ. Long Lân cau mày, nhìn sang Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bước về phía trước, lạnh lùng nhìn Lycan đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt vẫn không phục, nói với Thẩm Dật Vân, nể mặt anh, tôi sẽ tha cho anh ta một mạng. Thế nhưng nếu còn có lần sau thì sẽ giết không tha. Vâng vâng vâng. Thẩm Dật Vân vội vàng hùa theo, quay người đỡ Lycan dậy. Kết quả, Lycan lại thẳng tay tát lên mặt Thẩm Dật Vân, phẫn nộ gào lên, Thẩm Dật Vân. Mày đáng chết, mày lại còn sợ mấy kẻ Hoa Quốc này à? Tao phải về nói với bố để ông ấy trừng phạt mày. Nói xong, Lycan quay đầu rời đi. Thẩm Dật Vân ngơ ngác tại chỗ, đáy mắt lóe lên một tia sáng thâm độc và hận thù. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt đó của anh ta liền biến mất. Quay người khom lưng với mấy người Tiêu Chính Văn rồi rảo bước đuổi theo Lycan trước mặt, hô lên, thiếu chủ, đợi tôi với, Tiêu Chính Văn nhìn theo bóng lưng của Thẩm Dật Vân, sự sắc lạnh lóe lên trong ánh mắt, khẽ cau mày nói, Thẩm Dật Vân này không đơn giản như thế đâu. Nói xong, anh nhìn về phía Long Lân và Long Nhất, nói chúng ta cũng trở về thôi. Vâng. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn tạm biệt mấy người Alice rồi rời khỏi nhà tù đen cùng Long Lân. Bởi vì trách nhiệm của Alice vẫn còn nên cô ta tạm thời không thể rời khỏi nhà tù đen. Nhìn Tiêu Chính Văn đang bước lên tàu, Alice hô lên, chiến thần của tôi. Tôi sẽ đi tìm anh, tôi nhất định sẽ đi tìm anh, đợi tôi đấy, Tiêu Chính Văn nghiêng người vẫy tay, tạm biệt bọn họ. Tối đó, khi Tiêu Chính Văn gặp Lưu Thiên Đao thì hai người trò chuyện một lát, sau đó ông ấy ngồi máy bay chuyên dụng từ Las Vegas bay thẳng tới Tu Hà.
Lúc này, Khương Vi Nhan đang ở trong biệt thự cùng với Nana. Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện bên trong biệt thự, khiến Khương Vi Nhan kích động không thôi, cô lập tức chạy tới lao vào lòng Tiêu Chính Văn, hỏi với ánh mắt quan tâm, anh về rồi sao? Tiêu Chính Văn cũng ôm lấy Khương Vi Nhan, cười dịu dàng, nói, ừ, anh về rồi đây. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Nana cũng ngồi ở một góc lén cười trộm. Đêm đó, đợi Nana ngủ say, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan trở về phòng ngủ của mình. Vừa nhìn nhau, Tiêu Chính Văn đã cuồng nhiệt ôm chặt lấy Khương Vi Nhan rồi ném cô lên giường. Khương Vi Nhan giống như một con thỏ nhỏ bị dọa giật mình, nhìn Tiêu Chính Văn, đỏ mặt nói, anh muốn làm gì? Tiêu Chính Văn nở nụ cười xấu xa, nói, đương nhiên là làm chuyện mà chúng ta thích làm rồi. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn nằm đè lên, hôn Khương Vi Nhan đầy cuồng nhiệt, Khương Vi Nhan cũng nhắm mắt lại, nhiệt tình đáp trả. Tiếp đó là một màn mây mưa nồng nàn tình yêu bên trong phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn tỉnh dậy, tay vẫn ôm Khương Vi Nhan đang nở nụ cười hạnh phúc trong lòng. Anh khẽ hôn lên trán Khương Vi Nhan, rồi bước xuống giường, sau khi đánh răng thì đi đến phòng khách. Lúc này, Long Nhất đã đợi hồi lâu, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Vừa nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước xuống, Long Nhất đã vội vàng nói, chủ soái. Thiên tử lệnh cho anh lập tức đến Long Kinh. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn liền cau mày hỏi, chuyện gì thế? Chín đại sứ của Hiệp hội cấp cao chín nước tập hợp tại Long Kinh, đề xuất can thiệp nghiêm túc vào chuyện của nhà tù đen, muốn dùng vũ lực để áp chế Hoa Quốc, buộc thiên tử phế truất tước bỏ chức vị chủ soái của anh. Hơn nữa còn yêu cầu đưa anh ra tòa án quân sự. Long Nhất nói với vẻ mặt phẫn nộ, ngoài ra, Hiệp hội cấp cao chín nước đã tập kết được 400.000 đại quân ở cả đường bộ, đường biển và đường hàng không, hiện đang xếp hàng bên dưới cổng thành bốn hướng của Hoa Quốc. Chương 729, muốn đánh thì đánh, chiến bộ không chịu khuất phục. Hiệp hội cấp cao chín nước, đại quân 400.000 người. Nghe Long Nhất nói vậy, sắc mặt Tiêu Chính Văn cực kỳ nặng nề, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén. Hay cho một hiệp hội cấp cao chín nước? Hay cho một thế lực đe dọa Hoa Quốc? Các người độc ác hung tàn không hề có ý định buông tha cho Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ra lệnh cho tất cả binh lính Bắc Lương. 300.000 quân Phá Long lập tức tập hợp, trang bị đầy đủ vũ khí. 100.000 người ở lại trấn thủ Bắc Lương, 200.000 người lập tức đi đến Long Kinh. Hãy nhớ phải gây ra động tĩnh lớn, nhất định phải phát sóng trực tiếp cảnh tập hợp 300.000 đại quân Bắc Lương suốt cả ngày. Thuộc hạ đã rõ, Long Nhất đáp. Ngoài ra, chiến khu Đông Nguyên và chiến khu Nam Lĩnh đã nhận được thông báo chưa, Tiêu Chính Văn nói. Long Nhất nói, chủ soái, chiến khu Đông Nguyên và chiến khu Nam Lĩnh tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì. Vì hiệp hội cấp cao chín nước tập hợp lại ở Long Kinh là vì anh, nên hẳn là họ đang đợi tình hình thay đổi. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn lấy điện thoại ra, trước tiên gọi cho Từ Kiêu Long ở chiến khu Đông Nguyên. Điện thoại được kết nối. Tiêu Chính Văn không nói mấy lời khách sáo hay thừa thãi mà hỏi thẳng, Tiêu Giao Vương, Hiệp hội cấp cao chín nước tập hợp lại ở Long Kinh với đại quân 400.000, chèn ép Hoa Quốc trước mặt các nước bốn phương, lẽ nào chiến khu Đông Nguyên của ông không có hành động gì sao? Đầu bên kia điện thoại, lúc này Từ Kiêu Long đang ngồi trong phòng chỉ huy tác chiến ở Tổng bộ chiến khu Đông Nguyên, nhìn màn hình điện tử tác chiến cực lớn trước mặt, vẻ mặt nghiêm trọng nói, vua Bắc Lương, cậu không thể nói như thế được. Ai nói tôi không có hành động gì? Bọn xấu xa của Hiệp hội cấp cao chín nước tập hợp lại ở Long Kinh uy hiếp thiên tử, còn dẫn theo đại quân 400.000 người trang bị vũ khí nhắm vào Hoa Quốc. Tôi là thống soái đứng đầu của chiến khu Đông Nguyên, sao có thể không có động tĩnh gì được chứ? Vậy tại sao không thấy ông điều động binh lính? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Từ Kiêu Long trầm giọng nói, chưa đến lúc. Còn phải đợi đến lúc nào nữa? Tiêu Chính Văn lại hỏi. Từ Kiêu Long đáp, đợi cậu tiến vào Long Kinh, đợi cậu gặp chín đại sứ của Hiệp hội cấp cao chín nước, đồng thời thể hiện quyền uy của đất nước thì sẽ là lúc chiến khu Đông Nguyên điều động toàn quân đến. Tiêu Chính Văn nhíu mày, anh đã hiểu được ý của Từ Kiêu Long nói, được. Tiêu Giao Vương, tôi đợi lúc ông dẫn theo toàn quân đến. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cúp máy, lại gọi cho chủ soái Hắc Long ở chiến khu Nam Lĩnh, câu đầu tiên là, lúc nào thì ông mới điều binh lính. Lúc này Hắc Long cũng đang ở trong phòng tổng chỉ huy tác chiến, nhìn bản đồ điện tử, lạnh lùng nói, 300.000 quân Hắc Long của chiến khu Nam Lĩnh đã tập hợp xong rồi,
bất cứ lúc nào cũng có thể điều binh. Vua Bắc Lương, lần này chúng tôi chiến đấu vì nước, chiến đấu vì thiên tử chứ không phải vì cậu. Tất nhiên Tiêu Chính Văn biết điều đó, anh nói, không hổ danh là Hắc Long, nghe tin liền hành động ngay, không hổ danh là thống soái hàng đầu của chiến khu Nam Lĩnh. Đợi lần này đánh lui hiệp hội cấp cao 9 nước và đại quân 400.000 người kia, đích thân tôi sẽ đến chiến khu Nam Lĩnh để cảm ơn ông. Cảm ơn thì không cần đâu, tôi lập tức đến Long Kinh ngay đây, Hắc Long nói. Tiêu Chính Văn đáp lời, rồi nhanh chóng cúp máy. Sau đó, hai mắt ánh sáng rực lên nhìn về phía xa, nói với Long Nhất, chuẩn bị xe đến Long Kinh gặp hiệp hội cấp cao 9 nước. Rõ, Long Nhất cúi người, vội vã ra ngoài đi chuẩn bị xe. Tiêu Chính Văn xoay người vừa định tìm Khương Vi Nhan thì thấy cô đang cầm áo khoác màu đen bước đến khoác lên người Tiêu Chính Văn, trìu mến nói, anh đi đường cẩn thận, đừng làm mất mặt Hoa Quốc, em và Nana ở nhà đợi anh. Tiêu Chính Văn cảm động, nắm lấy bàn tay mềm mại của Khương Vi Nhan nói, ừ, anh hứa với em giải quyết xong chuyện lần này, sẽ dẫn hai mẹ con em đi Giang Trung, bắt đầu một cuộc sống mới. Khương Vi Nhan híp mắt cười gật đầu nói, em và con đợi anh. Nói rồi Tiêu Chính Văn lưu luyến nhìn Khương Vi Nhan, sau đó anh xoay người sải nhanh bước đi ra khỏi biệt thự, lên chiếc xe chuyên dụng của quân khu đang đỗ ở ngoài cổng. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn và Long Nhất đã lên máy bay chuyên dụng của sở chỉ huy quân đội bay đến Long Kinh. Cùng lúc đó, khách sạn dành cho các đại sứ nước ngoài ở Long Kinh. Đây là khách sạn quốc tân, khách sạn sang trọng và trang nghiêm nhất Hoa Quốc. Những người được mời đến đều là đại diện cho các quốc gia trên khắp thế giới, những việc trọng đại bình thường đều sẽ được tổ chức hội nghị và họp báo ở đây. Lúc này trong vòng 5 km vuông quanh khách sạn quốc tân đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Cấm tất cả phương tiện qua lại. Mọi ngóc ngách trên đường đều được các binh lính đặc chủng có trang bị vũ khí, mặc quân phục màu xanh đen canh giữ. Trong vòng 1 km quanh khách sạn quốc tân đều được lực lượng quân đội hùng hậu canh gác, xe tăng, xe bọc thép đều dàn trận ra. Mà lúc này trong phòng họp cực lớn rộng khoảng 2.000 mét vuông ở tầng cao nhất của khách sạn quốc tân đã đông nghịt. Ở cửa ra vào có cắm cờ của 9 quốc gia và cờ của Hoa Quốc. Lúc này người đại diện của Hiệp hội cấp cao 9 nước, đại sứ đặc biệt của 9 quốc gia ngồi một bên trong phòng họp, mặt mày ai cũng đỏ bừng vì tức giận, họ đang thảo luận và tranh cãi gay gắt với những đại diện của quân đội Hoa Quốc và Long Các ở phía đối diện. Trong đó có một người đàn ông trung niên da trắng, mùi khoằm, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm đang tức giận nhìn Vương Lận đại sứ ngoại giao của Hoa Quốc, lạnh lùng nói, đại sứ Vương, mục đích lần này của Hiệp hội cấp cao 9 nước chúng tôi là Hoa Quốc phải cách chức Tiêu Chính Văn chủ soái Bắc Lương, đồng thời không bao giờ để cậu ta bước chân vào quân đội nữa. Ngoài ra, các ông phải bồi thường 100 tỷ tiền tổn thất của nhà tù đen. Hãy nhớ là 100 tỷ USD. Đúng vậy. Lần này Hoa Quốc các người quá đáng lắm. Là chủ nghĩa bá quyền, không hề chú trọng đến nhân quyền. Nhất là cái tên Tiêu Chính Văn kia, nhất định phải cách chức, còn phải đưa đến tòa án quân sự. Đại sứ 9 quốc gia ở phía đối diện đều kích động, tức giận hét lên. Mấy người Vương Lận nhìn nhau, cau mày nói, thật xin lỗi, chúng tôi không thể đồng ý với yêu cầu của các vị. Đây là chuyện nội bộ trong chiến khu Hoa Quốc chúng tôi. Giải quyết thế nào cũng là do quân đội Hoa Quốc tự mình quyết định. Hiệp hội cấp cao 9 nước các người không có quyền can thiệp vào nghị quyết của quân đội Hoa Quốc. Quân đội Hoa Quốc chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai. Đại sứ Vương, ông nói với họ ai dám can thiệp vào chuyện của quân đội chúng ta thì tên lửa của ông đây sẽ bắn vào người đó. Ngồi bên cạnh Vương Lận là một người đàn ông trung niên mặc quân phục, trên vai có gắn 4 quốc huy Hoa Quốc màu vàng, khoảng hơn 50 tuổi, vẻ mặt khá tức giận. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng chỉ vào người của Hiệp hội cấp cao 9 nước, lớn giọng quát. Hoa Quốc chúng tôi đã không còn là quốc gia yếu kém 100 năm trước nữa rồi. Bây giờ Hiệp hội cấp cao 9 nước không có quyền, cũng không có tư cách nói chuyện với chúng tôi bằng thái độ này, càng không thể can thiệp vào quân đội của Hoa Quốc. Lúc này các đại diện của quân đội cũng tức giận, chỉ mong sao có thể hất bàn lên khai chiến với đám người kia. Vương Lận cũng toát cả mồ hôi. Nói với người đàn ông trung niên đó, chủ soái Diệp, thái độ của chúng ta nên hòa hoãn một chút, dù sao phía đối diện cũng là hiệp hội cấp cao 9 nước, đừng để người ta tìm ra kẽ hở. Chủ soái Diệp đó nhíu mày gào lên, hòa hoãn cái gì? Thái độ của Diệp Đỉnh Thiên này chính là vậy đấy, bọn họ thích thì nghe, không nghe thì đánh, đánh đến khi nào họ nghe thì thôi.
Diệp Đỉnh Thiên tức giận nói, đại diện quân đội bên cạnh cũng tức giận nói vài câu. Vương Lận hít sâu một hơi. Diệp Đỉnh Thiên bên cạnh này là một lãnh đạo của quân đội Hoa Quốc, quản lý công tác tuyên truyền của năm chiến khu lớn. Thậm chí đôi lúc còn có thể điều binh khiển tướng thay thiên tử. Hơn nữa Diệp Đỉnh Thiên là chủ soái tiền nhiệm của chiến khu Đông Nguyên, một cường giả chủ soái 4 sao, đã đóng góp công sức cho Hoa Quốc trong những năm 80, 90, cũng là một nhân vật sáng chói và vinh quang trong lịch sử Hoa Quốc. Trước đây, chủ soái Diệp này từng dẫn theo 10.000 lính đột kích bao vây đại quân 100.000 người ở 4 quốc gia xung quanh, đánh đến mức đối phương tan tác tả tơi, khóc than trời than đất, dù đối phương đầu hàng cũng không được, đánh đến thủ đô của một nước trong đó mới ngừng. Người như vậy sao có thể nhẫn nhịn cho một đám người của Hiệp hội cấp cao 9 nước ngông cuồng chỉ trích quân đội Hoa Quốc, chỉ trích chủ soái một chiến khu lớn của Hoa Quốc được chứ? Chương 730, 500.000 quân tập kết ở Long Kinh. Thấy Vương Lận do dự, Diệp Đỉnh Thiên chỉ thẳng vào người đàn ông da trắng trước mặt, quát lớn, phiên dịch đi. Dịch cho bọn họ theo lời tôi nói. Vương Lận suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn dịch đúng sự thật. Lập tức, 9 đại sứ đại diện cho Hiệp hội cấp cao 9 nước đối diện vô cùng tức giận, kích động nói thật kiêu ngạo. Bá quyền, Hoa Quốc các người bá quyền. Đừng quên, bây giờ chúng tôi đang thay mặt cho Hiệp hội cấp cao 9 nước nói chuyện với các người. Các người phải chú ý lời nói và hành động của mình. Nếu các người làm Hiệp hội cấp cao 9 nước chúng tôi nổi giận, thì 400.000 quân của chúng tôi sẽ lập tức phá tan cửa thành của các người đấy. Quân đội Hoa Quốc nhất định phải khiến Tiêu Chính Văn cách chức và bị đưa đến tòa án quân sự quốc tế. Nếu không, chúng tôi sẽ khai chiến. 9 đại sứ của Hiệp hội cấp cao 9 nước đang vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Hoa Quốc cứng rắn như vậy. Trước đây, bọn họ chỉ cam chịu khiển trách rồi lại khiển trách, mọi chuyện đều ngồi xuống bình tĩnh giải quyết, nhưng lần này, bọn họ vô cùng cứng rắn. Điều này khiến 9 đại sứ hết sức bất ngờ. Vương Lận đang chuẩn bị phiên dịch thì Diệp Đỉnh Thiên đứng bên cạnh đưa tay lên nói, không cần dịch nữa, ông đây hiểu câu cuối rồi. Sau đó, Diệp Đỉnh Thiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, trên người toát lên dáng vẻ khiên chiến, tức giận chỉ tay vào 9 đại sứ của Hiệp hội cấp cao 9 nước, quát lớn các người muốn đánh thì ông đây sẽ đánh cùng các người. Mặc kệ các người muốn đánh bao lâu, Diệp Đỉnh Thiên này cũng sẽ thay mặt quân đội Hoa Quốc đánh cùng các người đến cùng. Ngay lập tức. Hơn chục tướng quân của quân đội Hoa Quốc đều đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm vào đại diện của Hiệp hội cấp cao 9 nước. Giờ phút này, toàn bộ phòng hội nghị đều bị ý nghĩ chiến đấu bao phủ, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Giống như chỉ cần thở mạnh là có thể khiến cả phòng hội nghị sụp đổ. Đại diện của Hiệp hội cấp cao 9 nước vô cùng hoảng hốt, hoang mang nhìn mười mấy vị tướng quân của quân đội Hoa Quốc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Keng, tiếng chuông vang lên. Báo thời gian nghỉ giữa buổi. Đại diện hai bên giải tán trong sự buồn bực. Chẳng bao lâu sau, đại sứ 9 nước của Hiệp hội cấp cao 9 nước tức giận rời khỏi phòng hội nghị, đến nơi nghỉ ngơi của bọn họ. Quân đội Hoa Quốc chết tiệt, lần này thái độ lại cứng rắn như vậy. Đại sứ Mỹ quốc da trắng bước vào phòng nghỉ ngơi, tức giận đấm xuống bàn, quát lớn. Sau lưng ông ta, 8 đại sứ khác cũng lần lượt nói, Michael. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chưa bao giờ thấy thái độ của quân đội Hoa Quốc cứng rắn như vậy. Chẳng lẽ bọn họ thật sự chuẩn bị khai chiến với chúng ta sao? Khai chiến, bọn họ lấy gì ra khiêu chiến chứ? Chúng ta đã tập hợp 400.000 binh lính, nếu quân đội Hoa Quốc khai chiến thì cũng đủ để tiêu diệt một nửa binh lực trong nước của bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ liên thủ với 13 nước cuối cùng bên cạnh Hoa Quốc, đủ để khiến Hoa Quốc biến mất khỏi bản đồ. Không, Cao Kỳ, mọi chuyện không đơn giản như ông nghĩ đâu. Lần này quân đội Hoa Quốc cứng rắn như vậy, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị. Chúng ta phải lập kế hoạch hoàn hảo. Dù sao thì mục đích của chúng ta cũng không phải là khai chiến với Hoa Quốc, mà là khiến Tiêu Chính Văn bị cách chức, sau đó bị đưa đến tòa án quân sự quốc tế. 8 người, mỗi người bày tỏ ý kiến riêng của mình. Michael trầm ngâm, lấy điện thoại ra gọi điện, nói vài câu. Không lâu sau, một người phụ nữ da trắng mắt xanh tóc vào với thân hình nóng bỏng, mặc bộ đồ đen nhỏ nhắn bước nhanh vào. Điều tra ra chưa, Michael lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ tóc vàng trả lời, thưa đại sứ Michael, tôi đã điều tra ra rồi.
Theo thông tin mà nhân viên tình báo tìm được thì 300.000 quân phá long của chiến khu Bắc Lương đã tập hợp đủ và đang tiến về Long Kinh. Ngoài ra, quân Hắc Long của chiến khu Nam Lĩnh cũng đã tập hợp đủ. Toàn bộ đều đang hướng về Long Kinh. Tổng cộng có 500.000 binh lính. Nghe xong lời này, 9 vị đại sứ đều sững sờ. Cái gì, quân đội Hoa Quốc thật sự dám khai chiến với chúng ta sao? 500.000 quân, bọn họ đúng là đang nằm mơ. Đại sứ Michael, tiếp theo chúng ta nên làm gì? 9 vị đại sứ đang rất lo lắng. Michael trầm ngâm nói, truyền lệnh đến 3 quân, bảo bọn họ chuẩn bị ứng phó. Ngoài ra, cho hạm đội thứ 7, thứ 5 và thứ 9 của tàu sân bay tuần tra gần vùng biển cách Hoa Quốc 15 hải lý, ra cảnh báo quân đội Hoa Quốc, để bỏ biết hiệp hội cấp cao 9 nước chúng ta lần này cũng không phải đang nói đùa. Rõ, người phụ nữ tóc vàng phản ứng ngay lập tức, chạy ra ngoài. Cùng lúc này, trong khu nghỉ ngơi của Vương Lận và những người khác trong quân đội Hoa Quốc, Diệp Đỉnh Thiên đứng trong phòng khách, tay để sau lưng, tức giận quát lớn, 9 nước nhỏ bé mà cũng dám ra oai với Hoa Quốc. Trong lịch sử, Hoa Quốc chúng ta chưa từng sợ hãi trước bất kỳ mối đe dọa hay sự khiêu chiến nào. Bọn họ muốn đánh thì đánh. Nói xong, Diệp Đỉnh Thiên truyền lệnh xuống, Phó Tướng Lý, lập tức lấy danh nghĩa quân đội Hoa Quốc, truyền lệnh cho 5 chiến khu lớn ở Hoa Quốc, tập hợp đầy đủ. Lần này, nhất định phải cho đám người thô lỗ của Hiệp hội cấp cao 9 nước thấy quyết tâm của Hoa Quốc chúng ta. Để bọn họ thấy Hoa Quốc chúng ta không dễ bắt nạt. Thưa chủ soái Diệp, vừa có tin tức truyền đến nói chiến khu Bắc Lương và chiến khu Nam Lĩnh đã tập hợp xong. Phó Tướng Lý cung kính đáp. Nghe vậy, Diệp Đỉnh Thiên đập tay xuống bàn, hét lớn, tốt. Tốt lắm, đây mới là chủ soái của Hoa Quốc. Sau đó, ông ta hỏi, chiến khu Đông Nguyên và chiến khu phía Tây thì sao? Phó Tướng Lý lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng đã nhận được điện thoại của Tiêu Giao Vương nói là ông ta đang chờ thời cơ. Diệp Đỉnh Thiên nghe vậy, gật đầu, Từ Kiêu Long là người có mưu lược. Tạm thời không cần quan tâm đến ông ta, việc tiếp theo chúng ta nên làm là giữ thái độ đến cùng. Cho dù người của Hiệp hội cấp cao 9 nước có uy hiếp như thế nào thì chúng ta cũng không đồng ý, không thỏa hiệp, không thừa nhận, không bồi thường. Rõ, mười mấy tướng quân đang có mặt đều đứng dậy, trả lời đầy khí thế. Sau hơn nửa tiếng, phiên thứ hai của hội nghị bắt đầu. Cuộc thảo luận kịch liệt cuối cùng đã biến thành cuộc cãi vã. Khoảng một tiếng sau, hai bên lại giải tán trong sự bực tức. Hai nhóm người bước ra khỏi phòng hội nghị, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ai cũng không nhượng bộ. Tiếp theo là phiên họp thứ ba, phiên thứ tư, thời gian trôi qua, tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. 200.000 quân sĩ của chiến khu Bắc Lương và 300.000 quân sĩ của chiến khu Nam Lĩnh đã tập hợp đầy đủ ở bên ngoài bốn phía cửa quốc cách 20 km. Đứng trên cổng thành cổ của tòa thành Long Kinh ngàn năm cổ kính, nhìn xuống, có thể thấy khắp nơi đều là binh sĩ. Cờ bay phấp phới, vô cùng oai phong. 500.000 binh lính đã biến thành đại dương bao la. Biển người xanh sẫm, tư thế thẳng tắp. Còn có hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép, xe dẫn đạn và xe trang bị vũ khí hạng nặng khác. Máy bay chiến đấu phủ kín trên bầu trời. Lúc này, toàn bộ Long Kinh chìm trong bầu không khí căng thẳng. Người dân đương nhiên cũng cảm nhận được tình hình căng thẳng. Người dân Long Kinh thông qua tin tức cũng biết được tình hình lúc này ở Long Kinh. Hiệp hội cấp cao 9 nước đã tập hợp 400.000 quân, đe dọa Hoa Quốc, lật đổ vua Bắc Lương. Đại sứ 9 nước nhúng tay vào việc của chiến bộ Hoa Quốc, làm sằng làm bậy. 200.000 binh lính của chiến khu Bắc Lương và 300.000 binh lính của chiến khu Nam Lĩnh đã tập hợp đầy đủ ở bên ngoài bốn phía cửa quốc cách 20 km, thể sống chết bảo vệ Long Kinh, bảo vệ Hoa Quốc. Chương 731, gọi thẳng tên của bản soái là tội chết. Sau khi người dân Long Kinh thấy từng dòng tin tức, gần như ngay lập tức đưa ra phán đoán của mình. Hiện giờ khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cả biển người với phong trào biểu tình sôi nổi đã chấn động cả Long Kinh. Lúc này toàn dân Hoa Quốc ai nấy đều nối đuôi nhau tới đầu đường, giơ cao lá cờ biểu tình, hô hào vì chiến bộ Hoa Quốc, hô hào vì vua Bắc Lương. Làn sóng biểu tình này đã cuộn trào khắp thành phố cổ nghìn năm Long Kinh trong nháy mắt. Hơn mười mấy triệu dân Hoa Quốc đều tiến về phía khách sạn Quốc Tân, giơ nắm tay hô hào biểu tình bên ngoài khách sạn. Tại đây, biển người đông nghịt, nhưng lại rất có trật tự và cùng đồng thanh ra sức kháng nghị thị uy một cách hợp lý.
cả Long Kinh bị cuốn vào làn sóng phản đối chủ nghĩa bá quyền của hiệp hội cấp cao chín nước. Chủ nghĩa bá quyền của hiệp hội cấp cao chín nước mau cút khỏi Hoa Quốc. Hoa Quốc oai phong lẫm liệt, Hoa Quốc tuyệt đối không chịu khuất phục, quyết không chịu thỏa hiệp. Hiệp hội cấp cao chín nước là gian tặc, mau cút khỏi Hoa Quốc. Cút khỏi Hoa Quốc, từng làn sóng lá cờ đang tung bay khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Long Kinh. Bên phía Long Các cũng nhanh chóng phản ứng lại, giải tán toàn bộ khu vực cảnh giới trong vòng bán kính 5 km². Lập tức, làn sóng này đã ập đến khách sạn Quốc Tân từ mọi hướng. Trong khách sạn Quốc Tân, đám người Michael đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng nghỉ, nhíu chặt mày, liếc nhìn đám đông đang vẫy cờ biểu tình rầm rập dưới tầng. Lúc này, những tiếng hô hào giận dữ không ngừng làm khách sạn Quốc Tân chấn động. Không hề nghi ngờ gì, lòng người chính là vũ khí tối ưu nhất. Đám người Michael đang cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng và khó coi. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng biểu tình nào như thế kia. Trong tầm mắt đều là những dòng người giơ cao nắm đấm hô hào. Michael, chúng ta làm thế nào bây giờ? Chúng ta đang bị sỉ nhục trên trường quốc tế rồi đấy. Đúng thế, hay là chúng ta rút lui đi, đàm phán với Hoa Quốc. Cứ như vậy thì người chúng ta đắc tội không phải là chiến bộ Hoa Quốc, mà là mấy tỷ dân Hoa Quốc, còn bị dư luận quốc tế chỉ trích nữa. Không được, tôi phải mau chóng thông báo cho lực lượng chiến khu của tôi, lập tức dừng lại toàn bộ hành động. Có đại sứ đã chuẩn bị thông báo cho lực lượng chiến khu của mình dừng mọi hành động, đợi chỉ thị mới. Nhưng Michio lại quát lên, không, không ai được phép dừng lại. Hiệp hội cấp cao chín nước của chúng ta tuyệt đối không được sợ hãi một trận chiến nhỏ bé như thế này. Cứ để bọn chúng biểu tình, dư luận quốc tế bên đó tôi sẽ xử lý thật tốt. Chuyện này, vẻ mặt của đại sứ tám nước đều đông cứng lại, nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng phản đối Michael. Cùng lúc đó, mấy người Vương Lận và Diệp Đỉnh Thiên đang đứng trước cửa sổ sát đất, tất cả đều mang vẻ mặt kích động liếc nhìn đám người đang không ngừng biểu tình phía dưới. Diệp Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, cười nói, người dân đồng lòng, không sợ thế lực mạnh, không sợ hiệp hội cấp cao chín nước. Vương Lận cũng gật đầu nói, trăm năm chịu áp bức và lăng nhục, nay chúng ta tuyên bố với người đời rằng, Hoa Quốc ta không sợ uy hiếp, người dân Hoa Quốc đồng tâm hiệp lực. Đại sứ Vương, lập tức triệu tập hội nghị phiên thứ 5. Lần này nếu bọn họ không đồng ý lui binh rời khỏi Long Kinh, thì kết cục chỉ có một, đó là tuyên chiến. Diệp Đỉnh Thiên trầm ngâm nói. Vương Lận gật đầu, lập tức đi thông báo triệu tập hội nghị phiên thứ 5. Cùng lúc này, tầng 9 của Thiên Tử Các ở Long Kinh. Thiên Tử đang đánh cờ với ông Long, hờ hững lên tiếng, ông Long, ông thấy thế cục hôm nay thế nào? Ông Long đi quân mã, cười nói, vẫn nằm trong lòng bàn tay Thiên Tử, lần này, không chỉ tất cả người dân Hoa Quốc đồng lòng quyết tâm biểu tình chống lại cường quốc. Mà cũng nhen nhóm ngọn lửa đoàn kết trong lòng mỗi người dân Hoa Quốc. Hoa Quốc sẽ bước lên một tầm cao mới. Thiên Tử gật đầu, mỉm cười nói, ông Long nói không sai, thế cục ngày hôm nay nên giải quyết thế nào đây? Nếu hiệp hội cấp cao chín nước không đạt được lợi ích gì, chỉ e là sẽ không chịu để yên đâu. Ông Long nhướng mày, nhìn trận cờ rồi cười nói, thực ra, Thiên Tử đã nghĩ ra cách để giải quyết rồi. Thiên Tử mỉm cười, đứng dậy bước ra ngoài ban công. Ánh mắt bao trùm cả Long Kinh, bên tai đang nghe thấy những lời biểu tình sôi nổi của người dân, âm thanh kích động lòng người. Ông ấy nói, tôi đang đợi, đợi cậu ấy đưa ra lựa chọn. Ông Long cũng bước tới, nói, lựa chọn của cậu ấy, cũng là lựa chọn của Thiên Tử. Thiên Tử cười phá lên, sau đó nói, truyền lệnh cho 100.000 quân hộ Long Kỵ, chuẩn bị sẵn áo giáp đợi lệnh, tùy cơ ứng biến với sự việc bất ngờ xảy ra. Nếu hiệp hội cấp cao chín nước không rút binh thì đánh. Rõ, thưa Thiên Tử, ông Long cúi người đáp. Mà đúng lúc này, một chiếc máy bay chuyên dụng đã đáp xuống sân bay chiến khu Long Kinh. Tiêu Chính Văn bước từ trên máy bay xuống, nhảy lên chiếc xe quân đội đã đợi sẵn ở đó đã lâu, lập tức tiến về khách sạn Quốc Tân. Lúc đó, trong khách sạn Quốc Tân, cuộc hội nghị phiên thứ 5 đã diễn ra. Hai bên một lần nữa rơi vào tình thế tranh cãi căng thẳng tột độ. Còn gay gắt hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí tín hiệu muốn khai chiến cũng đã xuất hiện. Đáng ghét, chiến bộ Hoa Quốc thật sự muốn khai chiến với chín nước chúng tôi sao? Michael phẫn nộ quát lên, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là đang đứng ngồi không yên. Nhưng Diệp Đỉnh Thiên lại bình tĩnh ngồi đó,
nói một câu, các người muốn đánh thì cứ đánh. Đánh thì đánh, nghe xong, Michael cuối cùng cũng không chịu được nữa, giận dữ hét lên. Dứt khoát giải quyết. Cả phòng hội nghị đều yên ắng lại. Đại sứ bên phía Michael đều nhìn về Michael, sắc mặt đông cứng lại. Diệp Đình Thiên và mười mấy tướng quân lại rất bình tĩnh, như thể núi Thái Sơn có bị sụp đổ ngay trước mắt cũng không bị nhiễu loạn. Mắt thấy đám người Diệp Đình Thiên ngồi yên tại chỗ không động đậy, Michael cũng không chịu nổi liền lên tiếng cảnh cáo chủ soái Diệp. Chúng tôi có thể rút binh, nhưng chiến bộ Hoa Quốc bắt buộc phải cách chức Tiêu Chính Văn và đưa cậu ta đến tòa án quân sự. Một người đổi 400.000 đại quân lui binh và tất cả người dân Hoa Quốc. Hoa Quốc quá hời rồi. Nhưng Diệp Đình Thiên cười khẩy, nói, không đồng ý. Ông! Michael tức tối gầm lên, Hoa Quốc, nhất định phải khai chiến sao? Vào đúng lúc này, cửa lớn của phòng hội nghị bất ngờ bị bật tung ra. Sau đó, một âm thanh như sấm như sét tiến vào, mang theo ý chí chiến đấu mãnh liệt, tức giận nói, đánh. Các ông muốn đánh thì bản soái sẽ chơi đến cùng. Mọi người cùng quay về phía âm thanh vang lên, nhìn thấy một bóng dáng oai phong đang rảo bước vào trong. Bóng người đó mang theo sát khí ngang ngược khiến người người sợ hãi, làm cho bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên vô cùng một ngạt bí bách. Sau khi Vương Lận và Diệp Đình Thiên thấy người bước vào cũng mỉm cười. Cậu là ai? Michael phẫn nộ hỏi. Bởi vì, đối phương mặc quần áo rất bình thường, trông rất giống nhân viên phục vụ của khách sạn. Tiêu Chính Văn bước từng bước, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi đám người Diệp Đình Thiên và Vương Lận, sau đó chắp tay ra sau lưng, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm đại biểu của Hiệp hội cấp cao 9 nước và Michael, nói với giọng điệu chắc nịch bản soái là vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Chính là chủ soái Bắc Lương mà các ông vừa lên tiếng muốn xét xử tại tòa án quân sự. Câu nói này khiến đám người Michael như bùng nổ. Cậu ta chính là vua Bắc Lương sao? Gần như trong tích tắc, Michael nổi trận lôi đình nói, cậu chính là Tiêu Chính Văn vua Bắc Lương sao? Toàn thân Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí, đạp một cước lên người Michael khiến ông ta bay ra xa mấy mét, sau đó tức giận nói, dám gọi thẳng tên của bản soái trong địa phận của Hoa Quốc, đó là tội chết. Chương 732, chiến khu phía Tây có biến động. Mọi người không ai ngờ được rằng Tiêu Chính Văn sẽ làm như vậy. Anh lại dám đạp Michael đại sứ đặc biệt của Mễ Quốc văng ra ngoài. Michael lập tức ngã nhào, ôm bụng đau đớn rên rỉ vài tiếng, được trợ lý dìu mới đứng lên được. Sau đó mặt ông ta dần đỏ bừng tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn hét toáng lên, cậu vinh váo quá rồi đấy. Lại dám đánh đại sứ của một nước, tôi phải khởi kiện, phải tấn công Hoa Quốc, tôi muốn cậu lập tức xin lỗi tôi. Bây giờ Michael vô cùng tức giận. Ông ta thân là đại sứ Mễ Quốc, chưa bao giờ bị mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Vua Bắc Lương này to gan lắm. Thế mà lại dám đánh cả đại sứ của một nước trước đám đông. Điều này là phá vỡ nguyên tắc quốc tế. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua các đại diện của Hiệp hội cấp cao 9 nước trong phòng nói, tôi nói rồi, muốn đánh thì tôi sẽ đánh với các người, tốt nhất các người nên mau chóng điều binh đi. Nếu không, đến lúc đó, 300.000 kỵ binh quân phá long của Bắc Lương chắc chắn sẽ dẫm nát biên giới của các người, khiến các người phải quỳ xuống nghênh đón tôi. Dầm, chỉ một câu nói thôi mà như vang vọng khắp phòng họp. Mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, vua Bắc Lương tự tin thái quá rồi. Lời này đủ để làm chấn động trời đất. Lúc này trên gương mặt của các đại diện Hiệp hội cấp cao 9 nước hiện lên vẻ tức giận. Ai nấy cũng chỉ vào Tiêu Chính Văn tức giận chỉ trích và quát mắng. Cả phòng họp bỗng chốc nổi lên tiếng ồn ào không dứt. Lúc này người phụ nữ mắt xanh tóc vàng trước đó vội vã chạy vào, sắc mặt cực kỳ hoảng hốt nói với Michael, đại sứ Michael, không ổn, xảy ra chuyện lớn rồi. 400.000 quân tiêu giao của chiến khu Đông Nguyên hành động rồi, đã bao vây lực lượng 500.000 quân của ta. Hơn nữa bên Mễ Quốc gửi đến một tin xấu. Bảy nước biên giới đều giơ cung bạt kiếm với Mễ Quốc. Sa Hoàng Đế Quốc cũng điều động lực lượng quân đội, tập kết một đại quân gần 800.000 binh lính, phía sau là do Từ Kiêu Long chủ soái chiến khu Đông Nguyên bảy binh bố trận. Quốc chủ ra lệnh cho các ông lập tức trở về. Nghe thấy vậy, Michael hoảng hốt nói, cái gì? Sao lại như vậy? Sa Hoàng Đế Quốc cũng tham gia vào à? Chết tiệt! Tin tức này là tin tức chí mạng với ông ta.
ông ta khó khăn lắm mới tập hợp các đại diện hiệp hội cấp cao 9 nước lại để đến Hoa Quốc và đe dọa Hoa Quốc cách chức vua Bắc Lương. Ngay lúc sắp thành công thì tình hình lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Điều này khiến Michael rất tức giận, cũng vô cùng không cam lòng. Cuối cùng ông ta hung hăng trừng mắt với mấy người Tiêu Chính Văn, tức giận nói, vua Bắc Lương, chúng ta sẽ gặp sau. Hừ, chúng ta đi. Nói xong, Michael phất tay dẫn mọi người rời đi. Nhưng một đội binh lính được trang bị vũ khí xông vào. Các người làm gì thế? Còn muốn giam giữ đại sứ một nước sao? Thấy vậy, sắc mặt Michael trở nên xám xịt, tức giận chất vấn Vương Lận và Diệp Đỉnh Thiên. Nhưng hai người họ không ai nói gì chỉ nhìn Tiêu Chính Văn, lúc này anh hờ hững xoay người nói với Michael, Michael, theo luật pháp Hoa Quốc, ông tổ chức gián điệp trên lãnh thổ Hoa Quốc, vi phạm đến luật an toàn quốc gia của Hoa Quốc. Thế nên bây giờ tôi sẽ giam giữ và thẩm vấn ông với tư cách là chủ soái Bắc Lương trong vòng một tháng. Một tháng sau, nếu không có vấn đề gì nữa, tôi sẽ thả ông đi, nếu có vấn đề gì thì thật xin lỗi, cả đời này ông phải ở lại Hoa Quốc rồi. Cái gì, các người lại dám? Michael vừa hãi vừa tức giận gào mồm lên, tôi là đại sứ đặc biệt của Mỹ Quốc, các người làm vậy là muốn đối địch với Mỹ Quốc. Các đội quân tàu sân bay của Mỹ Quốc đang ở ngoài vùng biển cách Hoa Quốc 15 hải lý đấy. Các người tốt nhất suy nghĩ cho cẩn thận, nếu bắt tôi thì phải trả cái giá đắt. Thế nhưng, Michael vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đi thẳng đến túm lấy cổ áo, xách ông ta lên, ánh mắt lạnh lùng như tu la nói, Michael. Nơi này là Hoa Quốc, chứ không phải là Mỹ Quốc của ông, mấy lời đe dọa của ông chẳng có tác dụng gì cả. Nếu quân đội Mỹ Quốc dám làm bậy, dĩ nhiên Hoa Quốc sẽ không ngồi yên chờ chết. Lực lượng cấp tốc của Hoa Quốc vẫn chưa từng thực chiến, nếu Mỹ Quốc muốn làm quân đội đầu tiên thì tôi không ngại ra lệnh tiêu diệt hạm đội trên vùng biển ngay đấy. Dầm, dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay lên ném Michael sang một bên nói, dẫn ông ta đi. Vâng. Ngay lập tức vài binh lính lao đến dẫn Michael và người phụ nữ mắt xanh tóc vàng đó ra ngoài. Lúc này các đại diện 8 nước còn lại nhìn nhau, cả người run rẩy. Không có Michael đồng nghĩa với việc như rắn mất đầu. Lúc này Tiêu Chính Văn xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ nói 8 vị này còn chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi thu xếp người đưa các vị ra khỏi Hoa Quốc, vậy được chứ? 8 người này nhìn nhau. Sau đó chắp tay nói, cảm ơn vua Bắc Lương. Chúng tôi đi đây. Không lâu sau, 8 người này vội vã rời khỏi khách sạn Quốc Tân, lên máy bay chuyên dụng rời khỏi Hoa Quốc ngay trong ngày, đồng thời rút hết toàn bộ binh lính của mình về. Biệt thự của Vương Lận. Mấy người Vương Lận, Diệp Đỉnh Thiên và Tiêu Chính Văn đang cười nói gì đó. Chủ soái Tiêu giỏi thật, đúng là hậu sinh khảo ý, lần này xem như thể hiện uy quyền của Hoa Quốc rồi. Diệp Đỉnh Thiên tôi bái phục. Diệp Đỉnh Thiên chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng vội đáp lại, chủ soái Diệp quá khen rồi. Nếu không có chủ soái Diệp ở đó làm chủ chống lại áp lực từ phía 9 nước thì cũng không được như bây giờ. Chủ soái Diệp là người có công rất lớn với Hoa Quốc. Diệp Đỉnh Thiên bật cười thành tiếng nói, tôi thích cậu rồi đấy chàng trai. Vương Lận cũng cười theo, nói vài câu. Lúc này một chiếc xe quân đội từ Thiên Tử Các dừng ngay trước cổng biệt thự của Vương Lận. Hai binh lính mặc quân phục của cấm vệ được quản gia dẫn vào trong, chào Diệp Đỉnh Thiên và Tiêu Chính Văn, sau đó nói, chủ soái Tiêu, Thiên Tử mời anh đến Thiên Tử Các một chuyến. Nghe vậy Tiêu Chính Văn bèn đứng dậy nói, đi thôi. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn đã ngồi trong xe quân đội để đến Thiên Tử Các. Đến nơi, anh thấy Thiên Tử đang ngồi thưởng thức trà. Chào Thiên Tử. Tiêu Chính Văn kính cẩn chào. Thiên Tử khẽ cười, vẫy tay chào, sau đó đưa tách trà vừa pha xong cho Tiêu Chính Văn nói, uống thử đi. Tiêu Chính Văn cũng không khách sáo, tao nhã ngồi xuống rồi bưng tách trà lên nhấp một ngụm nói, trà ngon. Thiên Tử khẽ cười nói, biết tại sao tôi gọi cậu đến đây không? Tiêu Chính Văn suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, mong Thiên Tử chỉ cho tôi rõ. Thiên Tử rút một báo cáo khẩn từ trong ngăn bàn ra. Rồi đưa cho Tiêu Chính Văn nói, chiến khu phía Tây có biến động, tôi muốn cậu đến chiến khu phía Tây một chuyến. Tiêu Chính Văn nhận lấy báo cáo mật đọc lướt qua, sau đó nói, quân Tây Mãng, có đội quân rất hùng hậu sao? Thiên Tử thở dài nói, đúng vậy, đại quân 600.000 người của Tây Mãng là chiến khu có binh lực nhiều nhất toàn Hoa Quốc. Đây là chiến khu Thiên Tử đời thứ tư để lại lúc ban đầu,
với ý định làm ba nước lớn ở biên giới phía Tây sợ hãi. Nhưng bây giờ chủ soái quân Tây Mãng lại kết cấu với ba nước lớn bên ngoài nhằm mưu đồ chiếm đoạt lợi ích. Hơn nữa theo tin tức tình báo được truyền đến, quân Tây Mãng đang ngầm có mưu đồ phản quốc. Khoảng thời gian trước chủ soái của quân Tây Mãng Thương Mãng đã đạt được chiến lực long soái 5 sao. Nghe nói vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày càng chặt nói, quân Tây Mãng rất quan trọng với Hoa Quốc ta, đại quân 600.000 người có thể nói là một nửa binh lực Hoa Quốc rồi. Nếu quân Tây Mãng xảy ra biến động gì, e là sẽ làm lung lay căn cơ của Hoa Quốc. Thiên tử, ông muốn tôi làm quân Tây Mãng kinh sợ hay là làm Thương Mãng sợ hãi? Thiên tử lắc đầu, nhìn Tiêu Chính Văn nói một câu, nếu Thương Mãng có ý định phản quốc thì giết không tha. Nếu quân Tây Mãng mục nát rồi thì cậu cứ chấn chỉnh quyết liệt vào, tôi làm hậu thuẫn cho cậu. Chương 733, nhà họ Viên ra tay rồi. Rõ, Tiêu Chính Văn gật đầu nói. Anh vừa định đứng dậy rời đi, thiên tử bỗng hỏi, có gặp được ông nội cậu ở nhà tù đen không? Tiêu Chính Văn buồn bã lắc đầu nói, không gặp được. Tiêu Chính Văn không nói chuyện anh lấy được thẻ nhớ của camera giám sát không phải là anh không tin thiên tử, mà chỉ là anh cần phải cẩn thận hành động trong chuyện liên quan đến ông nội và nhà họ Tiêu. Nghe anh nói vậy, thiên tử gật đầu nói, ông cậu xứng đáng với Hoa Quốc. Sự tình năm đó có rất nhiều bí mật, hơn nữa có liên quan đến bốn gia tộc lớn, bây giờ tôi không thể nói cho cậu biết được, nhưng tôi tin chắc không lâu sau cậu sẽ biết thôi. Hơn nữa tôi luôn có cảm giác ông cậu đang dựng lên một ván cờ rất lớn, rất có thể cậu chính là người quan trọng nhất trong ván cờ đó. Tiêu Chính Văn cau mày nhìn thiên tử hỏi, ván cờ. Thiên tử gật đầu sải bước đi đến ban công, phóng tầm nhìn ra hoàng thành cổ của Long Kinh nói, năm đó, tôi từng hứa hẹn với ông của cậu, nếu chúng tôi một người lên làm thiên tử, một người trở thành đại nguyên soái thì nhất định sẽ thay đổi tình hình bấy giờ của Hoa Quốc, thay đổi địa vị của bốn gia tộc lớn ở Hoa Quốc. Thậm chí bọn tôi từng hùng hồn nói, phải đánh bại cả bốn gia tộc lớn, tịch thu hết tài sản và quyền lợi của họ rồi trả lại cho Hoa Quốc, trả lại cho nhân dân. Thế nhưng sau đó xảy ra chuyện kia, ông cậu bị bốn gia tộc lớn hãm hại, cộng thêm áp lực trong nước, tôi đành phải đưa ra quyết định như vậy. Tiêu Chính Văn, cậu không vì thế mà trách tôi chứ? Trách tôi không kiên quyết đấu với bốn gia tộc lớn đến cùng. Tiêu Chính Văn nhìn bóng lưng yếu ớt của thiên tư. Cảm xúc trong lòng rất phức tạp, sau đó nói, thiên tử xử lý thế nào nhất định có suy nghĩ của ông. Tiêu Chính Văn tôi không thể nào đoán được, cũng không muốn đoán. Bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ muốn tìm được ông nội, bốn gia tộc lớn ban đầu tự tay hãm hại nhà họ Tiêu, tôi nhất định sẽ báo được mối thù này. Thiên tử xoay người lại nhìn Tiêu Chính Văn, một lúc sau mới nói, cậu rất giống ông cậu, rất tài giỏi, lòng dạ không hề bị vấy bẩn, đời sau hơn đời trước, tán gẫu thêm vài câu nữa. Tiêu Chính Văn mới rời khỏi thiên tử các. Sau khi Tiêu Chính Văn đi khỏi đó, thiên tử đứng lên tầng 9 của thiên tử các nhìn Tiêu Chính Văn ở bên dưới, nói với người đứng trong bóng tối phía sau, ông Long, ông nghĩ Tiêu Chính Văn có khả năng làm đại nguyên soái không? Lúc này ông Long bước ra ngoài chỗ nấp nhìn Tiêu Chính Văn ở bên dưới, thản nhiên cười đáp, cậu ấy có khả năng, nhưng chưa đến lúc. Từ sau chuyện của Tiêu Long, chức đại nguyên soái này chưa từng trao cho ai gần 20 năm rồi. Nếu thiên tử muốn giao ra vị trí đại nguyên soái này, e là sẽ bị bốn gia tộc lớn phản đối kịch liệt, đến lúc đó thiên tử sẽ rơi vào tình thế khốn đốn. Thiên tử quay đầu lại nhìn ông Long nói, ông đó, nghĩ nhiều quá rồi. Quay lại bên này, sau khi rời khỏi thiên tử các, Tiêu Chính Văn gặp Hắc Long ngồi ở vị trí ghế lái trên xe. Hắc Long nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn nói, lên xe. Tiêu Chính Văn cũng không hỏi tại sao mà leo lên ghế phó lái. Hai tay khoanh trước ngực nói, đi đâu? Đến nơi cậu sẽ biết. Hắc Long đạp chân ga, chiếc xe quân đội lập tức phóng đi ra khỏi cánh cổng màu đỏ của thiên tử các. Binh lính canh gác ở cửa kính cẩn chào. Không lâu sau, chiếc xe quân đội chạy lên một con đường núi, xung quanh toàn là cây cổ thụ cao chót vót. Tiêu Chính Văn tùy ý liếc nhìn mới nhận ra trên sườn núi có một căn biệt thự. Chiếc xe quân đội dừng trước cổng biệt thự, Hắc Long nhảy xuống xe. Tiêu Chính Văn cũng xuống theo. Cánh cổng đóng lại. Binh lính mặc quân phục đứng ở cổng biệt thự lập tức cung kính đẩy cánh cổng sắt cực lớn ra. Hắc Long sải nhanh bước đi về phía trước, Tiêu Chính Văn đi theo ngay phía sau, trong lúc đó anh quan sát xung quanh, cười nói, Hắc Long, sơn trang này của ông cũng được đấy, rất rộng,
sau này tôi cũng muốn làm một căn như này để tặng cho vợ tôi. Hắc Long đi phía trước, không hề quay đầu lại nói, nếu cậu thích, tôi sẽ tặng cho cậu. Thật sao, vậy được. Tiêu Chính Văn khẽ cười đuổi theo Hắc Long đi phía trước. Cho thì cứ lấy thôi. Hai người đi vào đại sảnh, có mấy tướng quân mặc quân phục ngồi trong đó. Lúc này thấy Hắc Long và Tiêu Chính Văn, họ lập tức đứng dậy kính cẩn hô lớn, chào chủ soái. Hắc Long liếc nhìn đám người rồi ngồi xuống, sau đó cũng ra hiệu cho Tiêu Chính Văn ngồi xuống. Hắc Long, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Hắc Long nói, không có gì, những binh lính dưới trướng của tôi chưa từng gặp vua Bắc Lương nên tôi dẫn cậu đến đây cho họ gặp. Dứt lời, 7-8 tướng quân đứng xung quanh đều cười ngốc nghếch và hô lớn, chào chủ soái Tiêu. Tiêu Chính Văn cạn lời lên tiếng chào họ, sau đó nhìn Hắc Long nói, ông cũng nhàm chán thật, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi đây, tôi còn muốn về với vợ và con gái. Nghe vậy, Hắc Long nhướng mày nói, Tiêu Chính Văn, bây giờ trong mắt cậu chỉ có vợ và con gái thôi sao? Tiêu Chính Văn nhún vai nói, mọi người không hiểu rồi, đợi mọi người có bạn gái rồi mới biết được. Gương mặt Hắc Long hiện lên vẻ hoài nghi, 7-8 tướng quân xung quanh cũng ngờ vực. Sau đó Hắc Long giơ tay lên nói, mọi người ra ngoài trước đi. Dứt lời, những người khác ra khỏi đại sảnh. Lúc này Hắc Long nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu có biết nhà họ Viên đã bắt đầu ra tay với cậu rồi không? Nhà họ Viên, Tiêu Chính Văn nhíu mày, sắc mặt rất khó coi hỏi, có ý gì? Hắc Long bất lực thở dài nói, tôi thật sự không biết sao cậu có thể lên làm vua Bắc Lương được hay vậy? Tình báo của cậu đâu? Tiêu Chính Văn cầm thuốc trên bàn lên, rút một điếu ra, dạo này không ở trong nước, anh ta vừa mới về. Nghe vậy, Hắc Long lấy một tài liệu mật ra vứt qua cho Tiêu Chính Văn nói, cậu đọc đi, ông Nam nhà họ Viên tạm thời đạt được thỏa thuận, chuẩn bị ra tay với cậu rồi. Họ muốn đặt điều về chuyện hãm hại Thiên Long Đại Nguyên Soái lúc đầu, gán tội danh phản quốc cho cậu. Khoảng thời gian này, cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút, nhà họ Viên thật sự muốn ra tay với cậu không phải dễ giải quyết đâu. Tiêu Chính Văn lật tài liệu ra đọc lướt qua, sau đó nhíu chặt mày. Cười khẩy nói, tay mắt của nhà họ Viên lợi hại vậy à, có thể liên hệ với nhiều người như thế. Hắc Long hỏi, vậy giờ cậu định làm thế nào? Tiêu Chính Văn để tài liệu xuống, hai tay gác ra sau gáy, khóe miệng cong lên nụ cười hờ hững nói, còn có thể làm sao nữa, địch ở trong tối tôi ở ngoài sáng thì đành phải lặng lẽ quan sát thôi. Cần tôi giúp gì không? Hắc Long hỏi. Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, không cần đâu, đây là chuyện giữa tôi và nhà họ Viên. Không cần bất kỳ ai xen vào. Nhưng nếu tôi thật sự không đối địch lại được với nhà họ Viên thì còn mong Hắc Long có thể bảo vệ vợ, con gái tôi và người thân của cô ấy. Hắc Long nghe vậy thì im lặng một lát rồi gật đầu nói, được, tôi hứa với cậu. Tiêu Chính Văn khẽ cười, mắt nhìn tài liệu trên bàn, nở nụ cười lạnh lùng, sắc bén. Cuối cùng nhà họ Viên cũng ra tay. Tốt lắm, tôi đây mỏi mắt chờ thủ đoạn của các người. Chương 734, chẳng ra làm sao cả đúng rồi, lát nữa đến chỗ quân khu của tôi dạo vài vòng không? Vua Hắc Long thấp giọng nói. Tới quân khu của ông lại bày trò gì nữa đấy, Tiêu Chính Văn nhìn ra đối phương có mục đích khác. Vua Hắc Long ho khan vài tiếng rồi nói, chẳng lẽ cậu không xem lịch sao? Tháng sau là tháng thi đấu quân sự quốc tế rồi. Trận thi đấu quân sự diễn ra 2 năm một lần. Trận đấu lần này không phải để thử thách năng lực khoa học kỹ thuật của các nước mà là để thử thách tố chất huấn luyện của các lính đặc chủng. Bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể tham gia, Hoa Quốc là một nước lớn, tất nhiên là muốn giành được thứ hạng tốt trong lần thi đấu này, ít nhất thì cũng phải nằm trong hạng 3. Các quân khu mấy năm trước đều hoàn thành rất tốt, ít nhất thì lính đặc chủng bọn họ vẫn giữ vững vị trí thứ 2 và thứ 3. Mà lần thi đấu lần này đến lượt quân khu Nam lính của bọn họ tham dự. Cho nên áp lực trên người vua Hắc Long bây giờ là rất lớn. Ông ta vừa nhậm chức chưa được 3 năm, mà đã phải lãnh đạo quân Hắc Long tham dự kiểu thi đấu này, nếu thua thì cũng không trách được ông ta. Nhưng ông ta lại là chủ soái quân khu Nam lính, không giành được thành tích nào trong trận so tài thì bản thân ông ta nhất định sẽ bị chất vấn. Cho nên, bây giờ ông ta muốn mời Tiêu Chính Văn tới quân khu của mình để chỉ đạo những lính đặc chủng tham gia cuộc thi lần này. Tôi giống người rảnh rỗi lắm sao? Tiêu Chính Văn hỏi, hiện giờ anh chỉ muốn về nhà, sớm ngày gặp lại Khương Vi Nhan và Nana. Giống, tôi thấy cậu ở Tu Hà giờ rất thoải mái,
chắc là cậu cũng rất rảnh rỗi, tôi thậm chí đã gửi báo cáo lên cấp trên của mình để hy vọng có thể mời cậu làm huấn luyện viên cho lính đặc chủng của chúng tôi. Vua Hắc Long nói ra mục đích của mình. Không rảnh, đừng tìm tôi, cho dù cấp trên có chỉ thị xuống tôi cũng không nhất định sẽ có động tĩnh gì đâu. Tiêu Chính Văn nhún vai nói. Vua Hắc Long hơi đau đầu, phong cách của Tiêu Chính Văn là nghe điều lệnh chứ không nghe mệnh lệnh, rốt cuộc sao cậu ta có thể làm chủ soái Bắc Lương được vậy? Thế là ông ta chỉ có thể xuống nước nói, vậy thì, không cần cậu phải đích thân ra trận, cậu chỉ cần gặp mặt bọn họ, nói một hai câu cổ vũ khích lệ tinh thần chiến đấu của họ là được. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một lúc, nói, vậy được, có điều ông phải đồng ý với tôi một chuyện. Cậu lại muốn gì nữa? Vua Hắc Long lập tức cảnh giác. Đừng căng thẳng như vậy, không phải chuyện phi pháp gì đâu, tới lúc đó ông sẽ biết thôi. Tiêu Chính Văn cười bí hiểm, nhưng lại không nói cho vua Hắc Long biết, ngược lại khiến vua Hắc Long ngứa ngáy, không biết nên đồng ý hay không. Cậu đừng làm loạn đấy, vua Hắc Long chỉ để lại lời cảnh cáo. Yên tâm đi, tôi có chừng mực, tuyệt đối không làm loạn, Tiêu Chính Văn giơ tay ra dấu ok. Tiêu Chính Văn càng như vậy, thì vua Hắc Long càng bất an. Ông ta không tin cái gọi là chừng mực của Tiêu Chính Văn, nếu có chừng mực thì anh đã không vì chuyện của Xích Diệm Vương mà gây ra nhiều động tĩnh lớn như vậy. Nhưng bây giờ ông ta còn đang phải dựa dẫm vào bản lĩnh của Tiêu Chính Văn để cổ vũ đồng đội tham gia trận so tài. Tiêu Chính Văn cũng nhìn ra vua Hắc Long đang do dự, liền khuyên nhủ, ông nghĩ kỹ đi, xem trọng lợi ích quốc gia. Trận thi đấu quân sự liên quan tới bộ mặt của quốc gia, cũng liên quan tới mặt mũi của ông, nếu đồng đội của ông mà bị rớt hạng, thì mặt mũi ông cũng sẽ rất khó coi. Cho nên ông đồng ý với yêu cầu của tôi đi, chỉ cần ông đồng ý thì tôi sẽ lập tức tới quân khu của ông, bảo đảm không tới hai ngày là có thể huấn luyện bọn họ ra dáng những chiến binh thực thụ. Tiêu Chính Văn đứng một bên vỗ ngực đảm bảo. Vậy được, vua Hắc Long rất không bằng lòng, cũng đành đồng ý. Sau khi thỏa thuận xong, vua Hắc Long liền đưa Tiêu Chính Văn tới chiến khu Long Kinh. Bởi vì phải tham gia thi đấu, nên những binh lính đặc chủng này đã tới quân khu Long Kinh từ sớm để tiến hành huấn luyện bí mật. Vua Hắc Long đưa Tiêu Chính Văn tới khu huấn luyện, nhìn thấy có 10 binh lính đặc chủng đang huấn luyện trong các phòng riêng lẻ, thực hiện đủ các kiểu loại huấn luyện. Có người đang tập bắn súng, cầm trong tay cây súng bắn tỉa ngắm chuẩn bia, có người thì đang tập đối kháng, không ngừng tấn công vào bao cát, không ngừng thể hiện kỹ xảo đối kháng của mình. Tiêu Chính Văn bước tới, nhìn dáng vẻ bọn họ đang luyện tập, âm thầm lắc đầu. Cậu thấy thế nào? Vua Hắc Long hỏi. Tôi thấy chẳng ra làm sao cả, Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu rất thất vọng. Chương 735, thiếu nhiệt huyết. Vua Hắc Long trầm ngâm, đây đều là những binh lính tinh nhuệ của quân Hắc Long của chiến khu Nam Lĩnh, mỗi người đều đã trải qua những lần tuyển chọn cực kỳ khắc nghiệt. Không ngờ lại chẳng là gì cả trong mắt Tiêu Chính Văn. Không phải tôi đang hạ thấp bọn họ, chỉ có điều sự thật nó là như thế. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Ông phải biết là quân Phá Long Bắc Lương của chúng tôi cũng đã từng tham gia trận thi đấu quân sự dành cho các lính đặc chủng này rồi, mà năm đó còn giành hạng nhất. Cho nên tôi biết rất rõ về thực lực của các đội khác tham gia thi đấu. Tiêu Chính Văn hờ hững nói, những đoàn đội quốc tế mà các ông phải đối mặt, cũng là những binh lính đặc chủng ngày đêm huấn luyện. Nếu sức khỏe không vượt trội hơn người thường, thì các ông tham gia thi đấu này cũng chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Nghe xong lời đánh giá này, vua Hắc Long giật nảy mình. Ông ta không nói gì, bởi ông ta biết Tiêu Chính Văn sẽ không lừa ông ta. Rất lâu sau, vua Hắc Long mới lên tiếng. Thực ra thực lực của chiến khu Nam Lĩnh không so nổi với chiến khu Bắc Lương của các cậu, dù sao các cậu cũng trấn thủ biên cương, mỗi ngày đều phải đánh nhau với lính đánh thuê nước ngoài, còn chúng tôi thì lại ở trong khu vực hòa bình. Đội ngũ của chúng tôi thiếu nhiệt huyết, cho nên mới muốn mời cậu tới. Để cậu cho bọn họ ngửi mùi máu tanh. Vua Hắc Long chọn Tiêu Chính Văn, là vì Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương, là người mà hai tay đã dính đầy máu. Chuẩn bị cho tôi một cái mặt nạ, Tiêu Chính Văn nói. Mặt nạ nhanh chóng được đưa tới, Tiêu Chính Văn liền đeo mặt nạ bước vào phòng huấn luyện. Vua Hắc Long gọi mọi người tập hợp lại, giới thiệu với họ, người đứng trước mặt các cậu bây giờ chính là chủ soái Bắc Lương. Cậu ấy là do tôi đặc biệt mời tới, để làm một trong những huấn luyện viên của các cậu. Vừa nghe thấy người đứng trước mặt bọn họ chính là chủ soái Bắc Lương, cũng là chủ soái số 1 của Hoa Quốc trong lời đồn,
không ít ánh mắt mang theo sự kích động lóe sáng. Nhưng do vướng kỷ luật nên họ cũng không dám biểu hiện quá ra bên ngoài, chỉ đứng thẳng người, ánh mắt rất có tinh thần nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nói với tất cả bọn họ, vừa nãy tôi có xem các cậu tập luyện, không thể không thừa nhận rằng, sự tập luyện của các cậu chỉ là rác rưởi. Vừa gặp gỡ đã nói bọn họ là rác rưởi, không ít người đã biến sắc, ngay cả vua Hắc Long cũng cảm thấy không ổn thỏa cho lắm. Những binh lính đặc chủng này đã trải qua sự chọn lựa khắt khe, là những binh lính được chọn cuối cùng. Bọn họ cũng có sự kiêu ngạo và năng lực của mình, sao có thể cam tâm bị người khác nói là rác rưởi chứ? Hơn nữa bọn họ đều là người trẻ tuổi, đang trong độ tuổi khí thế hừng hực, vốn dĩ rất dễ bị kích động, không ai chịu thua ai, giờ nghe Tiêu Chính Văn nói như vậy, họ càng không phục. Thậm chí có không ít người đã khinh thường cho rằng đây chẳng qua chỉ là Tiêu Chính Văn đang khích tướng bọn họ mà thôi. Báo cáo vua Bắc Lương, tôi cảm thấy chúng tôi không phải rác rưởi. Một người trong số họ phản bác. Các cậu cũng chỉ so sánh mình với các thành viên khác trong đội, nên mới không cảm thấy mình là rác rưởi, nhưng nếu đặt trên trường quốc tế, thì các cậu chính là một đống rác. Tiêu Chính Văn chỉ thẳng người đang đứng ra, lớn tiếng tuyên bố giá trị của đối phương. Không ít người đều siết chặt nắm đấm, mặt mày đỏ rực, rõ ràng là bọn họ đều đang kìm nén sự tức giận của mình. Các cậu không phục đúng không? Tiêu Chính Văn cười hỏi. Không phục cũng đúng thôi, nếu không phục, tôi sẽ khiến các cậu phải phục. Cậu bước ra khỏi hàng cho tôi. Tiêu Chính Văn chỉ vào binh lính vừa mới phản bác kia đứng ra khỏi hàng. Người binh lính đó bước ra, trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Nói cho tôi biết, sở trường của cậu là gì? Tiêu Chính Văn hỏi. Sở trường của tôi là bắn súng, đặc biệt là bắn súng ngắn nhanh ở cự ly 25 mét, đối phương nói ra nội dung sở trường của mình. Được. Vậy chúng ta so tài xem ai bắn chuẩn hơn. Tôi muốn khiến cậu thua tâm phục khẩu phục. Tiêu Chính Văn vô cùng tự tin, lạnh lùng cười nói. Những lính đặc chủng này mạnh hơn những binh lính thông thường rất nhiều, nhưng so với bản thân anh và các lính đặc chủng của nước ngoài tham gia trận thi đấu quốc tế kia thì quá kém cỏi. Bọn họ thiếu nhiệt huyết, thiếu những thử thách cận kề cái chết. Chương 736, thực lực quá khủng khiếp. Đối phương nghe xong thì thấy nực cười. Vua Bắc Lương, tôi thừa nhận anh rất lợi hại, tôi cũng cực kỳ kính trọng anh, nhưng đây là lĩnh vực sở trường của tôi, nếu muốn so tài với tôi thì anh không nhất định sẽ thắng tôi đâu. Binh lính đó trông có vẻ rất tự tin. Bởi anh ta đã trải qua thời gian luyện tập ròng rã nên mỗi lần bắn súng đều đạt đủ điểm, duy trì mục tiêu 90 điểm, thậm chí là đạt gần tới 95 điểm. Điểm số này đã được coi là vô cùng đáng tự hào trong quân đội, gần như lần nào cũng đạt được thành tích 90 điểm. Chủ soái, nếu anh muốn khiêu chiến với anh ta thì anh tìm nhầm người rồi, thằng nhóc này bắn súng cực chuẩn, trong đội của chúng tôi không ai hơn được anh ta đâu. Đúng thế, tôi thấy hay là thôi đi, tôi biết thành tích của anh rất tốt, nhưng nếu so tài bắn súng thì thật sự không hơn được anh ta đâu. Những người khác đều khuyên Tiêu Chính Văn từ bỏ việc khiêu chiến đối phương. Dù sao bọn họ vẫn rất tôn trọng Tiêu Chính Văn, hy vọng Tiêu Chính Văn không mất mặt vì chuyện này. Các cậu thật sự cho rằng tôi sẽ thua sao? Như thế cũng tốt, người nào cảm thấy tôi sẽ thua thì đứng sang trái, người nào cảm thấy tôi sẽ thắng thì đứng sang phải, nếu tôi thắng, thì những người đứng bên trái đều phải chống đẩy 100 cái. Ánh mắt Tiêu Chính Văn quét qua đám người bọn họ, nhếch khóe miệng nở nụ cười. Có người lên tiếng hỏi, vậy nếu anh thua thì sao? Tiêu Chính Văn cười đáp, thì cứ có một người bên trái tôi lại chống đẩy 100 cái. 10 người các cậu đều đứng bên trái thì tôi sẽ chống đẩy 1.000 cái, làm ngay tại chỗ. 1.000 cái chống đẩy sao? Không hổ là vua Bắc Lương, thể lực tốt thật. Hy vọng anh nói được làm được, mặc dù chống đẩy 1.000 cái không khó lắm, nhưng thực sự rất mệt. Đi đi đi, tất cả chúng ta bước qua trái. Bọn họ gọi nhau cùng bước qua bên trái, chính là muốn nhìn Tiêu Chính Văn chống đẩy 1.000 cái. Tiêu Chính Văn và đối phương nhanh chóng tiến đến khu vực thi đấu. Khu vực thi đấu có tất cả 10 tấm bia, mà sở trường của binh lính kia là bắn súng ngắn nhanh ở cự ly 25 mét. Hai tay anh ta cầm lấy khẩu súng ngắn, ngắm trung tâm của tấm bia, bắt đầu bắn một phát lại một phát. 10 điểm, 10 điểm, 9 điểm, 10 điểm. 10 phát súng đã xong, tổng cộng mất 3 phút, đạt được thành tích là 95 điểm. Thành tích này đối với anh ta mà nói thì không phải là tốt nhất nhưng cũng không tệ,
Sau khi bắn xong anh ta cực kỳ tự tin quay về chỗ, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khiêu chiến. 95 điểm, chỉ có 3 phát bắn trượt. Thằng nhóc này quả nhiên là thần súng, chỉ bắn trong vòng 3 phút. Những người khác thấy thành tích này đều không nhịn được lắc đầu. Bọn họ đang cảm khái kỹ năng của mình thua kém người khác, không hề xuất sắc như đối phương. Tiêu Chính Văn cầm lấy khẩu súng đối phương vừa sử dụng, nghiêng đầu nhắm tới 10 tấm bia vừa mới thay. Sau đó nâng cổ tay lên bắn 10 phát súng liên tục. Tốc độ bắn súng này cực kỳ nhanh, lúc những người khác phản ứng lại thì anh đã bắn xong 10 phát súng rồi, tổng cộng còn chưa đến 5 giây. Khi bọn họ quay đầu thì mới phát hiện toàn bộ 10 phát súng đều bắn trúng tâm. Chuyện này, sao có thể chứ? Binh lính vừa nãy còn rất tự tin với tài năng bắn súng của mình đột nhiên sụp đổ. Vốn dĩ anh ta cho rằng, anh ta là thiên tài trong kỹ năng này, không ngờ lại có người còn giỏi hơn anh ta xuất hiện ở đây. Những người khác đều không dám tin. Trong vòng chưa đến 5 giây, 100 điểm, chuyện gì vậy, chẳng lẽ đạn trong khẩu súng của anh ta có mắt sao? Sao có thể chứ, lúc bắn ra phát súng đầu tiên, chẳng lẽ vai không bị giật lại à? Điều khiển cánh tay cũng cần phải có thời gian nhất định chứ, chuyện này không thể nào, sao có thể nhanh như vậy, đừng nói là ngắm bắn chuẩn, mắt còn chưa chắc đã phản ứng kịp. Bọn họ cố hết sức dụi mắt, cho đến khi nhìn về phía tấm bia đích thực là xuất hiện dấu vết của viên đạn, bọn họ mới không thể không chấp nhận chuyện này. Không còn gì để nói, các cậu chống đẩy đi. Tiêu Chính Văn thành thục lấy ra bao thuốc từ túi áo của vua Hắc Long, ngậm vào miệng một điếu. Rồi lại lấy khẩu súng vừa nãy bắn một phát để châm thuốc, đầu thuốc ánh lên ngọn lửa đỏ ran. Đừng lãng phí đạn như vậy, trong tay tôi có bật lửa. Vua Hắc Long liếc mắt xem thường. Đồng thời trong lòng ông ta không tự chủ cảm khái, mặc dù Tiêu Chính Văn thích làm loạn, nhưng bản lĩnh của tên này quả thực không có gì phải nói. Không chỉ thực lực giỏi, mà đầu óc cũng cực kỳ nhạy bén, ngay cả chuyện chỉ huy đoàn đội cũng rất mạnh. Tiêu Chính Văn vừa nhìn đám binh lính chống đẩy, vừa nhàn nhã hút thuốc. Lúc trước tôi nói các cậu đều là rác rưởi, các cậu còn không thừa nhận, các cậu còn sợ trường gì. Muốn so tài với tôi nữa không? Tiêu Chính Văn không ngừng khiêu khích bọn họ vừa chống đẩy vừa đếm, lần này Tiêu Chính Văn mắng chửi bọn họ cũng không dám oán giận nữa. Bởi vì bọn họ thật sự đã thua rồi, hơn nữa còn thua thảm hại, bọn họ vẫn tự cho mình là cao thủ bắn súng. Nhưng thực sự chỉ là rác rưởi trước mặt Tiêu Chính Văn. Bọn họ chống đẩy 100 cái, tổng cộng mất 10 phút, mà Tiêu Chính Văn cũng đứng bên cạnh vừa hút thuốc vừa mắng bọn họ đúng 10 phút. Cho đến khi bọn họ chống đẩy xong, một người trong đó đứng dậy nói với Tiêu Chính Văn, tôi muốn khiêu chiến với anh. Tôi muốn cho anh biết chúng tôi không phải kẻ vô dụng. Tiêu Chính Văn thấy có người không phục, liền vui vẻ nói, được thôi, cậu muốn khiêu chiến gì? Đấu vật tự do. Sở trường của tôi là đấu vật tự do. Người binh lính đó lớn tiếng nói. Tốt lắm, người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, tôi tiếp nhận khiêu chiến của cậu. Tiêu Chính Văn hờ hững đồng ý. Cậu vừa mới chống đẩy xong 100 cái, tôi cho cậu nghỉ ngơi nửa tiếng sau tới khu huấn luyện tìm tôi. Tiêu Chính Văn để lại một câu, sau đó vứt điếu thuốc trong tay đi, cực kỳ oai phong quay người rời đi. Quá đáng, anh nhất định phải dạy dỗ anh ta đàng hoàng đấy. Đúng vậy, nhất định phải lật ngược tình thế. Lần này chúng tôi vẫn đặt cược anh thắng, 100 cái chống đẩy nữa cũng chẳng sao. Những người khác không nhìn được đứng một bên cổ vũ đồng đội của mình. Lúc này vua Hắc Long mới giật mình phát hiện, những binh lính đặc chủng vốn chẳng ưa gì nhau giờ đây đều đoàn kết lại bắt đầu tính toán chiến lược, chỉ vì sự xuất hiện của kẻ địch mạnh là Tiêu Chính Văn. Nửa tiếng sau, binh lính đặc chủng vừa khiêu chiến Tiêu Chính Văn mặc quân trang chiến đấu bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Khu huấn luyện này không có quy tắc nào cả, ai ngã xuống trước không thể đứng dậy thì người đó sẽ thua. Chương 737, tôi không phục. Như thế thì cậu nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, bởi vì đối thủ của cậu là tôi, thua tôi thì cũng không xấu mặt cho lắm. Tiêu Chính Văn cởi áo khoác ngoài, để lộ ra cánh tay đầy sẹo của mình. Nhìn thấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, bọn họ đều hít sâu một hơi. Từ cánh tay của Tiêu Chính Văn, bọn họ có thể nhìn ra Tiêu Chính Văn là một người lính lão làng đã trải qua hàng trăm trận chiến. Thân hình của binh lính đặc chủng kia vô cùng linh hoạt, vừa lên sàn đã bắt đầu nhảy võ bộ. Thật ra ban nãy tôi đã nhìn thấy cậu tập luyện trong phòng tập,
cậu không ngừng nện những cú đấm liên tiếp vào bao cát, có thể thấy cậu thật sự rất mạnh. Tiêu Chính Văn nhìn binh lính trước mắt, khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười. Hình thể của binh lính này rất giống với anh khi mới nhập ngũ 2 năm trước, hơn nữa mấy món quyền pháp mà đối phương thể hiện cũng vô cùng quen mắt. Đó chính là Hồng Quyền từng nổi tiếng ở nước ngoài một thời. Lực đạo của quyền pháp này trầm ổn và mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một cú ra tay đều tập trung khí và lực bên trong cơ thể. Ban nãy mỗi khi binh lính đặc chủng đó đấm lên bao cát thì bao cát đều bị nắm đấm của anh ta đánh lõm sâu vào trong, sau đó bị đánh cho bay ngược trở lại. Trọng lượng của bao cát đó tương đương với thể trọng của hai người trưởng thành, cũng có thể nói rằng cú đấm của anh ta mà giáng lên người ai thì người đó thậm chí có thể văng ra xa. Có lực đấm mạnh mẽ như vậy, chẳng trách cậu ta lại tự tin đến thế, cảm thấy mình là kẻ mạnh nhất, không có đối thủ. Chủ soái Bắc Lương, anh phải cẩn thận đấy, lực đấm của tôi rất khủng khiếp, chỉ cần một cú đấm của tôi đánh trúng lên người anh thôi thì có thể anh sẽ mất đi năng lực chống trả ngay tại chỗ. Đối phương vừa cười vừa nhảy võ bộ, cố tình làm cho hai chân của mình nóng lên, vừa giúp bản thân chuẩn bị đối phó với những đòn công kích đến từ Tiêu Chính Văn cũng vừa tìm kiếm điểm yếu của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn ra bên ngoài sàn đấu, nói với bọn họ, quy tắc cũ, nếu như mấy người cảm thấy tôi sẽ thua thì đứng sang bên trái, nếu như cảm thấy tôi thắng thì đứng bên phải, thế nhưng người thua cuộc lần này phải chống đẩy 200 cái. Cách thức trừng phạt càng lúc càng trở nên nặng nề, thế nhưng lần này bọn họ vẫn không chút do dự đứng về phía đồng đội của mình, quyết định ủng hộ cho anh ta. Rất tốt, xem ra mấy người vẫn không chịu thừa nhận bản thân là đồ vô dụng. Nhưng tôi sẽ khiến mấy người biết được nhanh thôi, ở trước mắt tôi mấy người chẳng là gì cả, căn bản không phải là đối thủ của tôi. Lúc Tiêu Chính Văn quay đầu lại thì nhìn thấy đối phương đã xông tới trước mặt mình, nắm đấm không ngừng lớn dần trong mắt. Tiêu Chính Văn nhìn ra sau, đồng thời lùi về sau nửa bước, dùng gót chân làm trung tâm, cơ thể xoay mạnh về phía bên phải. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng né được cú đấm này, đồng thời vào lúc mà Tiêu Chính Văn xoay người, khuỷu tay cũng thúc mạnh vào huyệt thái dương của đối phương. Đối phương kêu lên đau đớn, sau đó ngã trên mặt đất, nhiều lần muốn đứng dậy nhưng hai mắt cứ hoa hết cả lên. Tôi biết cậu rất muốn thắng tôi, thậm chí còn không ngại đánh úp, ban nãy trận đấu thật sự đã bắt đầu rồi, dù cậu có đánh úp thì cũng không hề sai. Tiêu Chính Văn nở nụ cười, có những lúc thắng bại ở ngay trong khoảnh khắc, chỉ cần phát hiện ra sơ hở của đối phương thôi là đã có thể hạ gục đối phương chỉ với một đòn. Chỉ tiếc là sơ hở mà cậu nhìn thấy rất có thể là do đối phương cố tình phô bày ra để dụ cậu công kích, sau đó lại đánh vào sơ hở của cậu. Tiêu Chính Văn không hề vội vàng tiến lên công kích anh ta mà đợi cho anh ta hoàn hồn trở lại từ trận đấu vừa xong. Lúc này, những binh lính khác phía dưới mới biết ban nãy Tiêu Chính Văn nhìn về phía họ hoàn toàn chỉ đang cố ý để lộ ra sơ hở, dụ đối phương công kích trước, như vậy là đã có thể tiến hành né tránh rồi phản đòn. Không tồi. Không hổ là vua Bắc Lương, không chỉ có thực lực mà ngay cả trí tuệ và đường lối tác chiến đều rất rõ ràng, tôi rất khâm phục anh, chẳng trách anh lại nói ở trước mắt anh chúng tôi đều là rác rưởi. Kết quả thật sự là như thế, binh lính đó cuối cùng cũng nén nhịn được cơn đau đầu dữ dội và sự choáng váng, khó khăn đứng dậy từ trên mặt đất. Đòn ban nãy Tiêu Chính Văn đánh chúng vào huyệt thái dương khiến cho anh ta choáng váng muốn chết. Thế nhưng vừa nghĩ đến tôn nghiêm của quân Hắc Long thì anh ta lại phải gắng sức chịu đựng cú đánh này. Mặc dù lúc này anh ta cảm thấy trời đất quay cuồng, hơn nữa tầm nhìn cũng dần có vấn đề, thế nhưng anh ta vẫn tỉnh táo hiểu ra rằng muốn đánh lại vua Bắc Lương trước mắt thì buộc phải dùng thực lực thật sự. Không tìm được sơ hở thì bản thân căn bản không bằng đối phương, chỉ có dùng thực lực tác chiến chính diện mới có thể chiến đấu cùng với đối phương. Vậy nên anh ta liền đứng dậy. Xông về phía Tiêu Chính Văn với tốc độ nhanh nhất, tung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt của Tiêu Chính Văn. Cú đấm này không dùng bất cứ kỹ thuật nào, chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà ra đòn, tung ra cú đấm khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nở nụ cười khinh thường, sau đó tiến lên trước một bước, không hề khách khí vung nắm đấm nhắm thẳng vào cú đấm của đối phương. Rắc, hai nắm đấm chạm vào nhau, tất cả mọi người đều chấn động. Thậm chí ngay cả vua Hắc Long cũng vô cùng ngạc nhiên. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là chủ soái 6 sao, những lính đặc chủng này cũng chỉ có thực lực cấp quân vương mà thôi, căn bản không hề có khả năng chiến thắng. Sau đó, tay của binh lính đó không có lực buông thõng xuống, anh ta nghe thấy rất rõ âm thanh vỡ vụn của xương bàn tay mình.
Cơn đau đớn kịch liệt liền khiến cho não bộ anh ta khôi phục lại trạng thái tỉnh táo trong nháy mắt, anh ta ý thức được dù có dùng hết thực lực thì bản thân cũng sẽ thua, thua hoàn toàn triệt để. Cú đấm của Tiêu Chính Văn cứng rắn hơn nhiều so với anh ta. Được rồi, bây giờ mấy người đều thua hết rồi, bắt đầu đi, 200 cái chống đẩy, còn cậu nữa, mặc dù tay bị thương rồi nhưng vẫn còn một tay nữa, cũng phải hoàn thành 200 cái chống đẩy cho tôi. Tiêu Chính Văn vô tình bắt bọn họ làm theo đúng cá cược, điều này khiến cho trong lòng tất cả đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Bọn họ chìm sâu vào cảm giác tự mình hoài nghi. Lẽ nào bản thân thật sự là đồ vô dụng sao? Loại thực lực cấp bậc khủng khiếp như vậy thật sự là thực lực trong trận thi đấu quân sự hay sao? Vẫn còn một tháng nữa, bản thân thật sự có thể đạt đến trình độ này không? Nghĩ đến đây, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ bi thương tột độ. Nhìn thấy bọn họ vừa chống đẩy vừa chìm vào trầm tư, Tiêu Chính Văn cũng không tiếp tục trách mắng họ nữa. Anh quan sát động tác của bọn họ, đồng thời cũng tìm vua Hắc Long mượn một điếu thuốc. Nghĩ tới lúc đầu khi mới nhập ngũ, bản thân cũng giống như đám người bọn họ, vô số lần rơi vào cảm giác tự hoài nghi chính mình. Chỉ có điều bản thân đã gặp được những vị lãnh đạo tốt trong quân đội, bọn họ đã thành công cảm hóa anh, ít nhất cũng giúp anh tự đặt ra được mục tiêu. Bây giờ khi đối diện với nhóm binh lính đặc chủng đang tự hoài nghi chính mình, Tiêu Chính Văn cũng muốn biến mình thành mục tiêu của bọn họ. Mấy người vẫn không chịu thừa nhận bản thân là đồ vô dụng sao? Vậy thì thử đuổi kịp tôi trong khoảng thời gian một tháng đi. Nếu như mấy người có thể đạt được thành tích hạng nhất trong lần thi đấu quân sự này thì tôi sẽ thừa nhận mấy người quả thực không phải là rác rưởi vô dụng. Tiêu Chính Văn nói xong câu này thì cảm thấy bản thân cũng chỉ bảo được tương đối rồi, đã đến lúc phải rời đi. Đúng lúc này, binh lính đặc chủng đầu tiên hoàn thành 200 cái chống đẩy mạnh mẽ đứng dậy. Vua Bắc Lương, tôi muốn đọ dao với anh. Đọ mã tấu, đọ dao găm quân đội. Chương 738, thuê sát thủ. Nghe thấy yêu cầu này, vua Hắc Long cứ thế bật cười. Chủ soái, ông đang cười cái gì vậy? Lính đặc chủng đó nghi hoặc hỏi. Có câu nói múa rìu qua mắt thợ. Cậu khiêu chiến mã tấu và dao găm quân đội với Tiêu Chính Văn chính là đang múa rìu qua mắt thợ đấy. Chẳng lẽ cậu không biết thứ mà cậu ấy giỏi nhất chính là sử dụng mã tấu và dao găm quân đội sao? Vừa nghĩ đến đao pháp và trình độ sử dụng dao găm quân đội của Tiêu Chính Văn, vua Hắc Long liền nghĩ đến chuyện mình từng đề nghị làm một trận quyết đấu với Tiêu Chính Văn. Kết quả Tiêu Chính Văn chỉ cần một chiêu đã khiến cho ông ta phải đầu hàng luôn. Nghe vua Hắc Long nói như vậy, binh lính đó lập tức chùn chân. Vốn binh lính đó còn đang nghĩ Tiêu Chính Văn vừa giỏi chiến đấu tự do vừa giỏi bắn súng thì không thể giỏi cả đao pháp được, bây giờ mới biết hóa ra loại vũ khí chiến đấu như dao găm quân đội mới là sở trường của Tiêu Chính Văn. Làm phiền rồi, đối phương lập tức lựa chọn rút lui. Được rồi, bây giờ mấy người ngoan ngoãn thừa nhận đi, bản thân chính là rác rưởi, hy vọng trong khoảng thời gian một tháng, mấy người có thể rũ bỏ biệt hiệu rác rưởi này. Nếu như làm mất mặt ở trên đấu trường quốc tế thì mấy người cứ bơi từ sàn đấu về chứ đừng ngồi máy bay nữa, lãng phí tài nguyên quốc gia. Sau khi nói xong câu này, Tiêu Chính Văn rời khỏi sân huấn luyện cùng vua Hắc Long. Những binh lính ở lại kia vô cùng không phục, bọn họ siết chặt nắm đấm, không muốn nghỉ ngơi dù chỉ một giây, tiếp tục cố gắng tập luyện. Lúc này, trong biệt viện nhà họ Khương ở Tu Hà, Khương Văn Kỳ đang hút xì gà. Suy nghĩ các bước tiếp theo để đối phó với Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Đột nhiên có điện thoại gọi đến, ông ta nhận điện thoại rồi hỏi luôn, ông Viên, có gì dặn dò sao? Có thể hành động rồi, ông lập tức tới mạng lưới ngầm sắp xếp sát thủ. Ông Viên để lại một câu rồi cúp điện thoại. Ánh mắt Khương Văn Kỳ trở nên u tối, trong lòng hơi run rẩy, cuối cùng cũng đi tới bước này rồi. Trầm tư một lúc, ông ta vẫn tìm tên thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất. Nói, đi dán tên, tư liệu của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan lên bảng xếp hạng sát thủ, tiền thưởng 1 triệu tệ, xem có sát thủ nào đồng ý nhiệm vụ này hay không. Chẳng mấy chốc, quản gia liền bước lại, nói với vẻ kích động, mời được sát thủ rồi, là xạ thủ hạng 72 trên bảng xếp hạng sát thủ, bốc 2 súng. Vừa hay đang đi nghỉ ở Tu Hà, bốc, chọn cậu ta đi, Khương Văn Kỳ gật đầu đồng ý. Sát thủ có thể lọt vào top 100 trên bảng sát thủ đều là lính đánh thuê đã từng hoàn thành nhiệm vụ ám sát ở cấp độ cao. Bọn họ không chỉ có bản lĩnh nhanh nhẹn và kinh nghiệm phong phú mà độ trung thành và đáng tin cậy cũng cực kỳ cao.
Ngay sau đó, quản gia lại bước vào, lần này bên cạnh ông ta còn có thêm một người nước ngoài tóc vàng trông rất lạnh lùng. Người nước ngoài này khoác trên mình áo khoác gió màu đen, khăn quàng cổ che đi nửa gương mặt. Xem ra là một anh chàng nước ngoài tướng mạo bình thường, thoạt nhìn ôn hòa lại khách khí, còn hơi đờ đẫn nữa. Khương Văn Kỳ quay đầu nhìn Bốc rồi hỏi, cậu Bốc, rất vui được làm quen với cậu, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với nhau. Đương nhiên rồi, hợp tác vui vẻ. Bốc kéo khăn quàng cổ của mình xuống để lộ ra nụ cười, sau đó tùy ý tiến vào trong phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Nhìn thấy cảnh này, Khương Văn Kỳ hỏi, cậu Bốc, nghe nói cậu giữ hạng 72 trên bảng xếp hạng sát thủ, không biết hai khẩu súng của cậu lợi hại cỡ nào? Hừ, ông đang thăm dò tôi đấy à? Hai mắt Bốc lộ ra sát khí sắc lạnh, không biết từ lúc nào mà hai khẩu súng đã xuất hiện trên tay. Hắn giơ họng súng về phía quản gia bên cạnh, quản gia sợ đến mức không biết phải làm sao, ngây ra tại chỗ. Păng păng păng, Bốc bóp cò liên tiếp mấy lần. Quản gia sợ tới mức khoa tay múa chân, đến lúc tiếng súng dừng lại thì mới phát hiện ra đạn không hề ghim lên người mình, cũng không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Sau đó quần áo của ông ta liền rớt xuống đất cùng một lúc. Cả người chỉ còn lại một cái quần lót trơ trọi, run rẩy đứng trong phòng khách. Không ngờ kỹ thuật bắn hai súng cùng lúc của Bốc lại chuẩn xác đến thế, hắn thậm chí còn chẳng buồn tập trung ngắm bắn, chỉ là tiện tay bóp cò mấy lần đã có thể dễ dàng lột bỏ toàn bộ quần áo trên người quản gia. Trong lúc lột đồ đối phương lại không hề làm cho người đó bị thương. Có thể thấy được kỹ thuật bắn súng của hắn đáng sợ thế nào. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, Khương Văn Kỳ vừa vỗ tay vừa tiến lại gần. Tốt lắm, không hổ là sát thủ top 100 trên bảng xếp hạng sát thủ. Lợi hại, vô cùng lợi hại, Khương Văn Kỳ không nhịn được mà tán dương. Ông ta tiến lại gần, đưa tư liệu của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan cho Bốc. Bốc chỉ tùy ý lật dở vài trang rồi quăng tư liệu sang một bên. Nhìn thấy thái độ của Bốc, Khương Văn Kỳ hơi cau mày bất mãn, Tiêu Chính Văn này không hề đơn giản, thực lực rất mạnh, địa vị trong chiến khu Hoa Quốc rất cao, lẽ nào cậu Bốc không muốn xem kỹ hơn sao? Chương 739, tôi đợi cậu chiến thắng trở về. Ông ta không hề nhắc đến thân phận chủ soái Bắc Lương của Tiêu Chính Văn vì sợ đối phương biết rồi sẽ không dám nhận nhiệm vụ. Bốc khinh thường nói, người này đã là một người chết rồi. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Dù gì mục tiêu mà tôi ám sát chỉ là một thằng ở rể, nói trắng ra là một thằng đàn ông còn không bằng phụ nữ. Nếu như loại nhiệm vụ này mà cũng có thể thất bại thì chi bằng tôi nổ súng tự sát luôn cho xong. Bốc cười lắc đầu, lấy hai khẩu súng của mình ra nghịch. Đồng thời, ánh mắt hắn cũng chú ý đến tấm ảnh chụp Khương Vi Nhan, liếm môi nói, người phụ nữ này không tồi, tôi sẽ hưởng thụ cô ta trước rồi mới kết liễu cô ta. Nơi đây là bên trong biên giới Hoa Quốc. Nếu như dùng súng ở chỗ chúng tôi sẽ rất dễ bị phía trên để ý tới, đến lúc đó nếu như tiến hành truy cứu thì thân phận của cậu có thể sẽ bị bại lộ. Khương Văn Kỳ lo lắng nhắc nhở. Tôi không chỉ biết dùng súng thôi đâu, dù là sử dụng dao găm thì năng lực của tôi cũng rất mạnh, ông không tin tưởng vào bản lĩnh của tôi sao? Ngón giữa của Bốc khẽ chuyển động, hai khẩu súng liền thu vào trong ống tay áo, sau đó hắn cởi áo khoác gió và lấy ra từ phía sau một con dao sắc nhọn. Thật ra tôi đã từng tập luyện sử dụng dao găm một cách chuyên môn, thứ này mà dùng để giết người mặc dù không nhanh bằng súng nhưng lại rất đã, đặc biệt là khoảnh khắc cảm nhận được mũi dao xé rách da thịt nghiến vào yết hầu và xương cốt, nó mang lại cho tôi cảm giác thích thú như được nếm máu. Hạng 172 trên bảng xếp hạng sát thủ, Evan 2 dao là tài khoản khác của tôi. Bốc nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lướt qua lưỡi dao. Để cho dấu vân tay dán lên trên lưỡi dao tạo ra tiếng ma sát rất khẽ. Khương Văn Kỳ trầm mặc không nói gì nữa, mặc dù ông ta mới được mở mang về hai khẩu súng của Bốc nhưng vẫn chưa từng được thấy Bốc trực tiếp tác chiến, liệu hắn có thể phát huy được bao nhiêu khả năng? Không tin tôi sao? Không tin thì ông tìm mấy tên vệ sĩ tới đây thử đi, không phải sẽ biết luôn hay sao? Bốc xoay đầu nhìn Khương Văn Kỳ, cổ tay khẽ cử động. Lưỡi dao phi như bay cắm thẳng vào cửa phòng Khương Văn Kỳ. Lưỡi dao sắc nhọn gần như chạm qua tóc ông ta rồi mới cắm phập lên bức tường sau lưng. Khương Văn Kỳ sợ tức mức đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, một sợi tóc khẽ rơi từ trên đầu xuống. Quản gia hốt hoảng hô lên, người đâu? Mau bắt tên sát thủ này lại cho tôi. Vừa mới hét lên, chỉ một giây sau,
năm sáu tên vệ sĩ lập tức xông từ ngoài cửa vào, trong tay bọn họ đều cầm gậy cao su, cảnh giác lao đến trước mặt Khương Văn Kỳ. Chết đi, Bốc cầm lưỡi dao vừa xuất hiện trên tay, đồng thời nhanh chóng lao tới trước mặt mấy tên vệ sĩ kia, lưỡi dao trong tay chuyển động trên không như thêu hoa, tạo ra những tia sáng chói lóa. Lúc Khương Văn Kỳ hoàn hồn trở lại thì lưỡi dao nhuốm đầy máu tươi đã kề trên yết hầu ông ta. Những tên vệ sĩ vừa mới xông vào đã nằm la liệt trên mặt đất, máu chảy bê bết. Lúc này, ngay cả thở mạnh Khương Văn Kỳ cũng không dám, bởi vì ông ta cảm nhận được rất rõ lưỡi dao sắc lạnh kia đang kề sát vào yết hầu. Nếu như ông là tên Tiêu Chính Văn kia, ông cảm thấy mình có thể tránh được lưỡi dao này của tôi không? Giọng nói của Bốc vang lên bên tai Khương Văn Kỳ. Sau đó, Khương Văn Kỳ liền cảm thấy lưỡi dao đang kề sát ngày càng kéo ra xa cổ, sát khí gấp rút cũng dần dần biến mất. Bốc lấy lại con dao đang ghim trên tường, thu hai con dao trở về. Yên tâm đi, đối phó với Tiêu Chính Văn tôi còn chẳng cần dùng đến súng, dù cho thực lực của đối phương rất mạnh, chỉ cần tôi rút hai súng ra thì hắn cũng khó mà giữ nổi tính mạng. Bốc thu lại toàn bộ vũ khí của mình, quay trở lại ngồi lên ghế sofa uống rượu. Nếu như không phải dưới chân Khương Văn Kỳ vẫn đang chất đống xác vệ sĩ thì quản gia thậm chí còn không dám tin cậu thanh niên nước ngoài nhìn tưởng chừng vô hại trước mắt lại là một sát thủ đẳng cấp. Tối nay tôi sẽ tới gần nhà bọn chúng thăm dò trước, tối mai là có thể kết thúc nhiệm vụ, ông cứ chuẩn bị cho đủ 1 triệu tệ đi, đợi tôi trở về lấy tiền là được. Giọng nói của Bốc vô cùng tự tin. Khương Văn Kỳ cũng phản ứng trở lại, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm. Có sát thủ đẳng cấp như vậy, chẳng lẽ lại không có cách gì giết được Tiêu Chính Văn? Trước đây sao mình lại không nghĩ đến chuyện thuê sát thủ để đối phó với Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan cơ chứ? Được, tôi đợi cậu chiến thắng trở về. Khương Văn Kỳ cười nói, vẻ mặt giống như hoa nở, sát khí trong ánh mắt càng lúc càng nồng đậm. Sau tối mai, Tu Hà chính là của nhà họ Khương rồi. Chương 740, Kim Sắc Long Vương. Là một sát thủ chuyên nghiệp. Trước khi thực hiện nhiệm vụ bắt buộc phải tiến hành tìm hiểu kỹ địa hình. Dù gì nơi này cũng là Hoa Quốc, quốc gia được xem là có hệ số an toàn cao nhất. Nơi này không cho phép lính đánh thuê tồn tại, Bốc cũng lăn lộn ở đây đã vài năm, thông qua một số quan hệ và thủ đoạn mới tạo được thân phận giả. Vậy nên hắn bắt buộc phải sắp xếp tốt tuyến đường, bất luận là đường hành động hay là đường tháo chạy. Chỉ có biện pháp phòng bị ở đẳng cấp này thôi sao? Lúc Bốc đi qua khu biệt thự Thương Hải số 1 còn chán ghét cười khẩy. Biệt thự rất lớn, mặc dù bên ngoài có lắp đặt camera, hơn nữa còn bố trí một loạt biện pháp bảo vệ, thế nhưng trong mắt Bốc thì những biện pháp an toàn này rõ ràng không đáng để nhắc tới. Hàng rào điện bố trí rất thấp, hơn nữa camera cũng có góc chết, chỉ cần thuận theo góc chết mà ẩn nấp là có thể tiến vào rất dễ dàng rồi. Bốc vô cùng uyển chuyển, chạy lấy đà trước rồi sau đó nhảy lên tường. Khẽ khàng vượt qua hàng rào điện trên tường bao một cách dễ dàng, vững vàng đứng trên mặt đất. Quả đúng là dễ ợt luôn. Lúc này, Bốc đã thâm nhập được vào trong biệt thự, thậm chí còn nhàn nhã dạo chơi bên trong biệt thự một vòng. Hắn không hề lo lắng bị người khác phát hiện ra, bởi vì hắn đã xác định được nơi nào có người, nơi nào không có người rồi. Đồng thời trong lòng hắn còn có suy nghĩ, nếu như hắn giết hết người nơi này đi, biến biệt thự trở thành một ngôi nhà ma không ai dám bước vào, vậy thì bản thân không phải có thể chiếm cứ nơi này, trở thành chủ nhân mới của căn biệt thự này hay sao? Mặc dù hắn đã ở Hoa Quốc nhiều năm như vậy nhưng có một chuyện khiến hắn rất để tâm là nhà ở Hoa Quốc vô cùng đắt đỏ. Nếu như có thể chiếm dụng căn biệt thự lớn như vậy, bản thân không chỉ có thể sống thoải mái mà người dân xung quanh nơi này lại rất ít, cũng không cần lo sẽ bị người khác phát hiện. Thế nhưng Bốc lại không hề phát hiện ra. Nhất cử nhất động của mình đều bị nhân viên vệ sĩ trong biệt thự phát hiện ra hết. Tiêu Chính Văn giữ lại 50 binh lính Bắc Lương làm nhân viên bảo vệ biệt thự. Lúc này, trong phòng giám sát, đội trưởng mặc quân trang màu đen đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào màn hình camera. Nhất cử nhất động của Bốc đều bị anh ta nhìn thấy rất rõ ràng. Bốc cũng không định ra tay giữa ban ngày, nếu như ra tay trước thì rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, bỏ qua mục tiêu thật sự. Mục tiêu của hắn là Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, những người khác thì hắn không hứng thú. Lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Chính Văn đâu, Bốc định sẽ trở về trước. Đến thì cũng đã đến rồi, trở về vội như vậy để làm gì? Đột nhiên, giọng nói của Tiêu Chính Văn vang lên bên tai hắn,
lúc này hắn mới quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang khẽ cười đứng sau lưng mình. Trong nháy mắt, Bốc liền toát mồ hôi lạnh, vừa nãy hắn lại không cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chính Văn, không biết Tiêu Chính Văn xuất hiện từ lúc nào. À, thật sự xin lỗi, tôi cảm thấy căn biệt thự này của anh rất đẹp nên mới lẻn vào xem thử, ban nãy tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Bốc giơ hai tay lên thể hiện rằng bản thân không hề có bất kỳ ý xấu gì, ngoài ra còn từng bước tiến lại gần Tiêu Chính Văn. Nếu như mục tiêu đã ở ngay trước mắt rồi thì tốt nhất bản thân phải giải quyết cho xong luôn đối phương, sau đó nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đây. Nơi này của tôi thật sự rất tốt, sau lưng có rừng có núi, dù có giết người thì cứ quan sát vào nơi đồng không mông quạnh cũng rất khó bị ai tìm thấy được. Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi, từng bước tiến lại gần Bốc. Nghe vậy, Bốc lập tức phát giác ra sự tồn tại của sát khí, hắn xông đến trước mặt Tiêu Chính Văn gần như trong nháy mắt. Hai con dao bắn ra từ trong ống tay áo, nhắm thẳng vào cổ Tiêu Chính Văn. Một dao ngắm thẳng vào họng. Nếu như lưỡi dao này có thể đâm trúng, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ vì yết hầu bị rạch đứt mà không có cách nào kêu lên rồi chết trong im lặng. Thế nhưng sau khi hai lưỡi dao của hắn rõ ràng đã cắm chuẩn vào cổ Tiêu Chính Văn rồi, mặt hắn chẳng những không vui vẻ mà còn dần dần biến sắc. Hắn phát hiện ra lưỡi dao này không hề có cảm giác đâm vào da thịt mà lại có cảm giác xuyên qua không khí. Quả nhiên Tiêu Chính Văn dần biến mất ngay trước mắt hắn, hóa ra thứ mũi dao này đâm trúng vào lại chỉ là cái bóng của Tiêu Chính Văn. Lúc hắn quay người lại, một nắm đấm to lớn đã đấm thẳng lên mặt hắn. Mắt Bốc tối sầm lại, hai con dao trong tay cũng rơi xuống đất. Khốn kiếp, thế này là sao chứ? Bốc nằm dưới đất. Thậm chí hắn còn không nhìn rõ Tiêu Chính Văn đang ở đâu. Có chút bản lĩnh thế thôi mà cũng muốn ám sát tôi sao? Hai tay Tiêu Chính Văn đút trong túi áo, chậm rãi bước đến trước mặt Bốc. Bốc lấy ra hai khẩu súng từ trong áo, vẫn còn chưa kịp bắn về phía Tiêu Chính Văn thì Tiêu Chính Văn đã giơ chân lên đạp văng hai khẩu súng của hắn, toàn bộ đều lăn lóc trên mặt đất. Còn có thứ gì nữa thì cứ việc lôi hết ra đây. Tiêu Chính Văn nhìn Bốc bằng ánh mắt khinh thường. Bốc hoàn toàn sụp đổ, hắn không thể ngờ bản thân lại chẳng làm được gì ra hồn trước mặt người đàn ông này. Vốn dĩ hắn có thể nhẹ nhàng giải quyết hết mười mấy tên vệ sĩ, thế nhưng trước mặt Tiêu Chính Văn, bản thân lại giống như một con gà yếu ớt không có chút lực chiến đấu nào. Điều này khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Nói cho tôi biết ai phái cậu tới đây, có thể tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Tiêu Chính Văn đứng trước mặt Bốc, ánh mắt và ngữ điệu đều rất thoải mái. Giống như là người qua đường đang dạo phố mà thôi. Tại sao anh lại mạnh như vậy? Rõ ràng trên tư liệu viết anh chỉ là một người bình thường mà thôi, suy nghĩ trong đầu Bốc hoàn toàn rối bời. Hắn chưa từng có loại cảm giác bất lực như vậy, hắn cảm thấy ở trước mặt Tiêu Chính Văn, mình vô lực giống như một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ vậy. Người bình thường sao? Không biết cậu đã từng nhìn thấy huân chương này bao giờ chưa? Tiêu Chính Văn lần mò trong túi áo rất lâu. Sau đó rút ra một cái ví, giơ huân chương ra trước mặt Bốc. Bốc vừa nhìn thấy tấm huân chương này thì ánh mắt đã nhanh chóng đông cứng lại. Đó là một tấm huân chương Kim Long. Kim sắc Long Vương, anh chính là Long Vương đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng sát thủ. Khi Bốc nhìn thấy tấm huân chương này thì sợ tới mức hai mắt trợn tròn ngất xỉu đột ngột. Tiêu Chính Văn tiến lên nhìn, Bốc đã mất đi hơi thở của sự sống, uống thuốc độc mà tự sát. Kim sắc Long Vương. Cao thủ tuyệt thế đứng đầu trên bảng xếp hạng sát thủ mạng lưới ngầm. Có thể đạt được vị trí số 1 là bởi vì những sát thủ xếp phía trước đều đã bị anh diệt trừ hết cả. Đến nỗi vị trí thứ 2 sau này căn bản cũng không dám dòm ngó tới vinh hạnh của vị trí đầu tiên. Ban đầu khi Tiêu Chính Văn rèn luyện ở nước ngoài cũng đã từng đăng ký tham gia bồi dưỡng sát thủ. Nhất thời nổi hứng nên mới đăng ký tài khoản trên bảng xếp hạng sát thủ. Một mặt muốn hiểu về tình hình lính đánh thuê quốc tế, khi trở về nước cũng biết đường để đề phòng. Một mặt lại hy vọng có thể lấy được thật nhiều tin tình báo và tài liệu từ đó, sau đó có thể nhìn ra mâu thuẫn nội bộ đang tồn tại giữa các nước. Có một khoảng thời gian, Tiêu Chính Văn bị coi là sát thủ lính đánh thuê. Chính là bởi vì số lính đánh thuê mà anh đã giải quyết thật sự quá nhiều, thứ hạng vẫn luôn tăng lên điên cuồng. Còn hiện tại sau khi anh đã đứng trên đỉnh cao thì cũng không có ai dám vượt qua anh nữa. Tấm huân chương mà Tiêu Chính Văn mang theo bên người cũng chính là minh chứng cho việc bản thân là Kim Sắc Long Vương, huân chương Kim Sắc Long Vương.
Nếu như biết huân chương Long Vương thì dễ xử lý rồi, kẻ này nhất định có mặt trên bảng xếp hạng sát thủ, thử điều tra thân phận của hắn xem sao. Tiêu Chính Văn gửi cho Long Lân thông tin về bốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.